Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 174. Diệp Quân không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn nhanh chóng thu lại Thanh Huyền kiếm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn lại nhìn thế giới hư vô trước mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đây rốt cục là sự tồn tại gì? Tiểu Tháp đột nhiên nói, để ta thử xem. Diệp Quân do dự một chút, sau đó nói, Tháp gia, người có chắc không? Tiểu Tháp nói, ừm. Diệp Quân lấy Tháp gia đưa ra, rất nhanh, Tháp gia lại cũng bắt đầu tan biến từng chút một. Mẹ kiếp, Tháp gia nhanh chóng tự thu lại, mẹ kiếp. Diệp Quân nhìn vùng đất hư vô trước mặt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đây rốt cục là nơi nào? Tiểu Tháp run rẩy nói, mẹ kiếp, ta lại tụt hậu rồi. Tiểu Hồn đột nhiên buồn bã nói, ta lại cùng một cấp độ với Tháp gia. Tiểu Tháp, Tiểu Hồn cười khúc khích, Tháp gia, ý ta là bây giờ chúng ta là huynh muội khổ sở rồi. Tiểu Tháp nhẹ nhàng thở dài, khó khăn quá. Diệp Quân trầm giọng nói, nơi này không bình thường. Vừa nói, hắn vừa từ từ đưa tay ra, khi hắn đưa tay vào thế giới hư vô đó, tay phải của hắn đột nhiên biến mất với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Điều đáng sợ nhất là, huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân của hắn đều biến mất vào lúc này. Diệp Quân rút tay lại, tay hắn lại lập tức trở lại bình thường. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào vùng đất hư vô, châm tư không nói lời nào, không biết đang nghĩ đến điều gì, đồng tử hắn đột nhiên nheo lại thành hình mũi kim. Thế là, hắn lại đưa tay vào thế giới hư vô đó, hắn nhìn chằm chằm bàn tay của chính mình dần dần biến mất. Và ngay khi những ngón tay sắp biến mất hoàn toàn, hắn rút tay lại. Hắn nhìn ngón tay của mình, lẩm bẩm, thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Tiểu Tháp nói, cái gì? Diệp Quân đang định nói. Uinh uinh. Đúng lúc này, một tiếng động lớn kinh khủng đột nhiên truyền đến từ khu vực lôi kiếp phía sau hắn. Diệp Quân quay người lại, từ trong khu vực lôi kiếp phía sau hắn, từng đạo khí tức đáng sợ không ngừng tuôn ra. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn thật sâu vào thời không hư vô, sau đó cầm kiếm đứng dậy, biến mất ở nơi xa. Diệp Quân xuyên qua khu vực lôi kiếp, lúc này, Vô Biên Chủ xuất hiện ở bên cạnh hắn, trên người ông ta lóe lên vài tia sấm sét, ông ta lấy ra một điếu thuốc, đặt lên tia sấm sét trên người để châm thuốc, sau đó rít một hơi, có phát hiện ra cái gì không? Diệp Quân nói, đi trước đã. Vô Biên Chủ gật đầu, hai người xoay người rời đi, chùm lôi quang đỏ như máu cũng không đuổi theo. Trên đường đi, Vô Biên Chủ trầm giọng nói, không có đường sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Vô Biên Chủ cau mày, làm sao có thể? Diệp Quân nói, có rất nhiều khả năng, hoặc là căn bản không có thời địa thượng cổ, hoặc là thời đại thượng cổ đã hoàn toàn bị xóa bỏ, hoặc là thế giới hư. Vô kỳ thực là một con đường. Vô Biên Chủ im lặng một lát rồi nói, quay về trước đã, chuyện này phải để mẹ ngươi điều tra. Chúng ta suy đoán như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Quân gật đầu, ừm. Vô Biên Chủ nhìn Diệp Quân, ngươi muốn đi hệ Ngân Hà. Diệp Quân nói, đúng vậy. Vô Biên Chủ mỉm cười nói, ta đi cùng ngươi. Diệp Quân gật đầu, được. Vô Biên Chủ nói, ngươi đi nói chuyện với mẹ ngươi trước đi, xong rồi thì nói cho ta biết. Diệp Quân gật đầu. Rất nhanh, cả hai rời khỏi dòng sông thời gian và xuất hiện trên tinh không rộng lớn. Tần Quan đứng đó chờ bọn họ. Vô Biên Chủ nói, các ngươi trò chuyện đi, ta đi làm chút chuyện. Nói xong ông ta quay người biến mất vào nơi xa. Diệp Quân đi tới trước mặt Tần Quan, nói ngắn gọn cho Tần Quan chuyện xảy ra trên dòng sông thời gian. Nghe Diệp Quân nói xong, Tần Quan cau mày nói cùng của kỷ nguyên bách tộc, không có đường đi nữa. Của ngươi là, sau tận. Diệp Quân gật đầu, còn nữa, âm thanh truyền đến từ hư vô đó. Đối phương hiển nhiên biết con, nhưng con không cảm nhận được đối phương, cũng không thể đi vào. Hơn nữa, Thanh Huyền kiếm và Tháp gia liền cũng không thể chống lại được hư vô đáng sợ đó. Tần Quan trầm mặc một lát rồi nói, chuyện này ta sẽ điều tra, trước tiên con đi hấp thu máu của những cường giả trong Tàn Tích Thần Lăng, sau đó đi đến hệ Ngân Hà một chuyến. Diệp Quân gật đầu, hắn đã có dự định này. Sau khi rời đi, hắn đi đến Tàn Tích Thần Lăng. Hắn bước vào cung điện dưới lòng đất, cảm nhận được máu tươi dưới lòng đất. Trong mắt hắn lộ ra ánh nhìn khát máu, dòng máu của vô số cường giả hàng đầu của một kỷ nguyên thời đại chắc chắn là liều thuốc bổ tuyệt vời cho huyết mạch phong ma. Tâm niệm hắn vừa động, trong cung điện dưới lòng đất, vô số dòng máu tươi từ sâu trong lòng đất trào lên, sau đó quy tụ về phía hắn như thủy triều. Lúc này, thân thể hắn giống như một vòng xoáy lớn, toàn bộ máu tươi đều quy tụ về phía hắn, bị hắn nuốt chửng.
loại máu này có thể bảo tồn từ kỷ nguyên cổ đại đến nay, cho nên đương nhiên không phải máu bình thường, khi nuốt chửng nó hắn cũng cảm nhận được. Trong dòng máu tươi đó chứa đựng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, có một số thậm chí còn tàn dư ý chí của chủ nhân năm đó. Tất nhiên, những năng lượng tiêu cực đó không ảnh hưởng gì đến hẳn, ý chí hắn lúc này lại kiên định như vậy. Ý chí và năng lượng tiêu cực thông thường căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn, đặc biệt là khi hắn mang trong mình huyết mạch phong ma ác độc nhất. Trong cung điện dưới lòng đất, càng ngày càng nhiều máu từ thời cổ đại bị Diệp Quân nuốt chửng, huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn bắt đầu dần dần sôi lên, khí tức cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Không chỉ huyết mạch phong ma, huyết mạch phàm nhân cũng không ngừng mạnh lên. Huyết mạch phàm nhân thực ra là chịu kích thích của huyết mạch phong ma. Nó không muốn bị huyết mạch phong ma trấn áp. Máu tươi trong cung điện dưới lòng đất ngày càng ít, toàn thân Diệp Quân ngày càng đỏ hơn. Từng đạo sát ý đáng sợ không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể hắn, sau đó lan rộng ra khắp trời đất. Mà xung quanh, có những cường giả từ tiên bảo các đang phong tỏa khu vực này, không để cho sát ý và năng lượng bạo lực của Diệp Quân lan rộng. Nếu không phong tỏa, sát ý và năng lượng bạo lực của hắn lan rộng, nhất định sẽ gây ra đại loạn. Bởi vì sát ý và năng lượng bạo lực có thể ăn mòn thần thức của con người. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, toàn bộ máu tươi trong cung điện dưới lòng đất đã bị Diệp Quân hấp thu, lúc này, cả người Diệp Quân như được ngưng tụ từ máu, sát ý và năng lượng bạo lực tràn ngập không ngừng tỏa ra từ trong cơ thể hắn. Mà xung quanh hắn, có 9 cường giả phá vòng cảnh đang cùng nhau phong tỏa sát ý và năng lượng bạo lực của hắn, ngay cả 9 cường giả phá vòng cảnh này cũng khó có thể chịu được sát ý và năng lượng bạo lực đáng sợ mà Diệp Quân tỏa ra. Rất nhanh, có thêm 5 cường giả phá vòng cảnh âm thầm vây quanh hắn. Bọn họ liên thủ mới có thể ngăn chặn sát ý và năng lực bạo lực mà Diệp Quân phát ra. Mà đúng vào lúc này, Diệp Quân ở phía dưới đột nhiên mở mắt. Quỳnh! Trong mắt hắn, 2 cột máu phun ra, thời không trước mặt trực tiếp sụp đổ. Cùng lúc đó, một sát ý và sự thù địch đáng sợ đột nhiên lấy hắn làm trung tâm. Trong phút chốc, những cường giả phá vòng cảnh âm thầm trong trời đất đều bị làm cho kinh ngạc đến mức liên tục lùi lại. Cũng cùng lúc đó, 2 mắt bọn họ cũng hiện lên những tia máu đỏ. Diệp Quân bỗng nhiên đưa tay phải ra, lắc mạnh một cái, tất cả sát ý và sự thù địch trong trời đất lập tức dâng trở lại trong tay hắn, những cường giả phá vòng cảnh đó trở lại bình thường, bọn họ kinh hãi nhìn xuống. Lúc này, Diệp Quân thực sự là một huyết nhân, trên người toát ra sát ý cực kỳ đáng sợ, bọn họ chưa bao. Giờ nhìn thấy sát ý đáng sợ như vậy, giống như muốn hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Lúc này, tay phải của Diệp Quân nhẹ nhàng ấn xuống, biển máu trong mắt hắn dần dần tiêu tán. Thần trí trở lại bình thường. Trên bầu trời, những cường giả phá vòng cảnh âm thầm vội vàng cung kính hành lễ, bái kiến thiếu các chủ. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn mọi người, cười nói, đa tạ các vị. Mọi người vội vàng cung kính nói, không dám. Diệp Quân nhìn xuống bàn tay phải của mình, trong lòng bàn tay hắn, mạch. Máu dưới da khẽ đập, hắn cười lớn một tiếng, sau đó hóa thành một vệt máu biến mất ở phía cuối tinh hà. Bên trong ngôi nhà tre. Tần Quan nấu một bàn đầy đồ ăn, Diệp Quân ăn ngấu nghiến. Tần Quan nhìn hắn mỉm cười. Diệp Quân nói, mẹ, con chuẩn bị đi hệ Ngân Hà. Tần Quan nói, trận pháp dịch chuyển đã chuẩn bị xong, con có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Diệp Quân nói, cưới cơ thể và thực lực hiện tại của con, có thể đi bằng Thanh Huyên kiếm. Tần Quan cười nói, tùy con. Diệp Quân hỏi, mẹ, nếu xảy ra đại chiến, hệ Ngân Hà có bị ảnh hưởng? Không. Tần Quan lắc đầu, không. Diệp Quân nhìn Tần Quan nói, bên kia chưa từng bị ảnh hưởng. Diệp Quân gật đầu, con hiểu rồi. Đúng rồi, mẹ, còn về ý chí tối cao này. Chỗ mẹ có đột phá gì không? Tần Quan lắc đầu, có một số đột phá mới, con không cần lo lắng, chúng ta sẽ giải quyết. Diệp Quân gật đầu rồi lại nói, nhất niệm cô ấy. Tần Quan cười nói, cô ấy đang nuốt chửng tàn niệm của các nền văn minh trong vũ trụ. Đến lúc xuất hiện, con chưa chắc có thể đánh bại được cô ấy. Diệp Quân mỉm cười, Tần Quan nhìn hắn, mau đi hệ Ngân Hà đi. Diệp Quân đọc được một vài ý khác trong mắt Tần Quan, sắc mặt trầm xuống, hắn biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, lập tức gật đầu, được. Nói xong, hắn đứng lên, dường như nghĩ tới điều gì đó, hắn nhìn Tần Quan nói, mẹ, tiên bảo các giao cho con, mẹ đi tìm cha đi, hoặc là quay về hệ Ngân Hà cũng được. Tần Quan đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt thẳng cổ áo sộc sạch của hắn, tiểu tử ngốc, trên đời này làm gì có người mẹ nào có thể bỏ rơi con của mình chứ. Một dòng nước ấm áp chảy qua trong lòng Diệp Quân,
hắn còn muốn nói thêm điều gì đó, Tần Quan nhẹ nhàng nói, đừng trách cha con, ông ấy khác ta, ta ra tay như nào cũng không quá, nhưng ông ấy không được. Con hiểu mà. Diệp Quân gật đầu, con hiểu, đây là con đường mà con đã chọn. Tần Quan cười nói, mọi người tới đây đều là vì muốn đi con đường của mình, mà đoạn đường cuối cùng này cũng không có ai có thể giúp chúng ta, đi lên được thì đi lên, không đi lên được. Đó cũng là nghỉ ngơi, đây là cái giá. Diệp Quân gật đầu, con hiểu. Tần Quan cười nói, mau đi đi. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong hắn quay người biến mất. Sau khi nhìn Diệp Quân rời đi, Tần Quan trầm mặc hồi lâu, bà quay người lại, đi tới một tinh không, ở cuối tầm mắt của bà, chính là thiên lộ. Lúc này, một giọng nói khàn khàn đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, Tần các chủ, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên, người này là tộc trưởng thần đạo tộc, thần đạo tôn. Tần Quan nhìn thiên lộ đó một lát, nói, người đâu, mời môn chủ Khổ Môn A Bồ, tông chủ Bản Vô Tông Hầu Từ. Hệ Ngân Hà, Yến Kinh, trên thiên kiều. Trên thiên kiều ngày nay vẫn sôi động như thường lệ, hai bên là người dán phim, thầy bói, người chơi cờ, người ăn xin, người bán dưa. Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đẩy một chiếc xe đẩy lên thiên kiều, trên xe đẩy có một chiếc loa nhỏ đang kêu lên, sách bán sách chân kinh đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bán sách nghiêm túc. Nghe thấy tiếng loa từ xe đẩy truyền đến, những người bán hàng có mặt ở đó đồng loạt nhìn về phía cô gái đẩy xe với vẻ mặt kỳ lạ. Họ biết rõ ràng cuốn sách do cô gái xinh đẹp này bán không phải là loại sách nghiêm túc gì, đó là loại sách cực kỳ không nghiêm túc. Chân tỷ. Đúng lúc này, cô gái đang bày sạp xem bói đột nhiên đứng dậy, chạy tới chỗ cô gái xinh đẹp kia, cô ta giúp cô gái xinh đẹp đẩy xe, cười vui vẻ nói, ngươi đến rồi. Cô gái xinh đẹp kia chính là Từ Chân, cô ta nhẹ nhàng cười nói, ừ. Cô gái xem bói kia giúp Từ Chân đẩy xe đẩy sang một bên, sau đó cô ta đến gần Từ Chân và thì thầm, Chân tỷ, mức độ của chương mới nhất có nặng lắm không? Từ Chân gật đầu, nghiêm túc nói, nặng. Ánh mắt của cô gái xem bói chợt sáng lên, tốt tốt, bây giờ những tác giả đó viết sách đều thích che giấu, từ cổ trở xuống cũng không dám viết, thật sự không thú vị chút nào, chẳng lẽ sợ chúng ta không có tiền đọc sao? Viết mấy thứ nghiêm túc như vậy thì ai mà đọc? Từ Chân cong môi cười nói, lần này mức độ sẽ khiến ngươi hài lòng. Vừa nói, cô ta vừa lặng lẽ rút một cuốn sách cổ từ trong ngăn bí mật của xe đẩy đưa cho cô gái xem bói, cô gái kia nhanh chóng nhận cuốn sách và mở ra xem, không biết cô ta đã nhìn thấy gì mà chỉ phút chốc mặt cô ta đã đỏ bừng giống như một đám mây đỏ. Cô ta đến gần Từ Chân và thì thầm, Chân tỷ, còn có tranh vẽ nữa à, đây là do tỷ vẽ sao, quá dâm. Từ Chân cũng đến gần cô ta, nhỏ giọng nói, thích không? Cô gái xem bói gật đầu quyết liệt, tranh vẽ rất chân thật, quá kích thích. Vừa nói, cô ta vừa mở cuốn sách cổ ra và chỉ vào một trong những bức tranh trong đó, Chân tỷ. Tư thế này thật đáng xấu hổ. Từ Chân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô gái xem bói, nói, quay về hẳn xem, nơi này có rất nhiều người. Cô gái xem bói liên tục gật đầu, được rồi, tan làm xem tiếp. Vừa nói, cô ta vừa cẩn thận cuốn bức tranh kia lại và nhét vào trước ngực. Cô gái xem bói khoảng 17, 18 tuổi, mặc một bộ đạo bào, dáng người rất đẹp, búi một kiểu tóc của đạo gia, trông rất nghiêm túc. Quầy hàng của cô ta nằm cạnh xe đẩy của Từ Chân, cô ta ngồi xuống cạnh Từ Chân và nói, Chân tỷ, tỷ có muốn ta bói cho tỷ một quẻ không? Ta sẽ không tính phí của tỷ. Từ Chân lắc đầu mỉm cười. Cô gái xem bói nghiêm túc nói, ta xem rất chính xác. Ta nói cho tỷ biết, lần trước ta tới núi Phạn Tịnh du lịch, gặp một đạo sĩ luộm thuộm, ta thấy ông ấy đáng thương, hình như đã lâu chưa ăn cơm, cho nên ta đã cho ông ấy một chút đồ ăn. Sau khi ăn xong ông ấy đưa cho ta một cuốn Ý Đại Đạo Mệnh Thuật bảo a cố gắng học. Ông ấy nói ta là một thầy bói trời sinh, sau này chắc chắn sẽ trở thành một thầy bói tài giỏi. À không phải, là một thiên sư mệnh đạo, mặc dù ta không biết thiên sư mệnh đạo là cái gì, nhưng nghe có vẻ rất tài giỏi. Từ Chân chỉ cười không nói gì. Cô gái xem bói đã quen với thói quen của cô ra, biết cô ta không thích nói nhiều nên lại nói tiếp. Tất nhiên lúc đầu ta không tin, nhưng sau đó thấy chán nên ta học theo một chút. Sau khi học một ngày, ta đã cố gắng tính thử số mệnh của người cha đã bỏ rơi vợ và con gái của mình chỉ vì tiểu tam. Ta đã tính xem khi nào ông ta sẽ chết. Sau khi tính thử thì trời ơi, ông ta thực sự sống đến 84 tuổi mới chết, thật sự không công bằng. Vì vậy, ta nghĩ, không biết ta có thể điều chỉnh số mệnh của ông ta một chút không?
Ta điều chỉnh rồi lại điều chỉnh cho số mệnh của ông ta chỉ còn 48. Chết tiệt. Vừa nói, cô ta vừa kinh ngạc quay sang nhìn Từ Chân, hôm kia là sinh nhật thứ 48 của ông ta, ngày hôm đó, ông ta trực tiếp bị một chiếc ô tô tông chết, tông. Mất luôn cả đầu. Từ Chân không hề kinh ngạc, chỉ gật đầu, ừ. Cô gái xem bói nhẹ giọng nói, khi ông ta chưa chết, ta muốn ông ta chết, nhưng sau khi ông ta chết, ta lại chợt cảm thấy trong lòng trống rỗng. Vì vậy, ta nghĩ đến việc thử xem mình có thể chỉnh lại số mệnh của ông ta được không. Từ Chân quay đầu nhìn cô gái xem bói, chỉnh lại được không? Cô gái xem bói cau mày nói, ta đã chỉnh lại rồi, nhưng ông ta vẫn không qua khỏi, vì vậy ta đã đi hỏi sư phụ của ta. Sư phụ ta nói trên đời chỉ có hai người có thể làm được chuyện sửa đổi sinh tử, một người là cô gái mặc váy trơn, còn một người khác là ông ấy. Từ Chân gật đầu và không nói gì. Cô gái xem bói lại nói, ta hỏi ông ấy là ông ấy mạnh hơn hay là cô gái mặc váy trơn kia mạnh hơn, ông ấy nói là 50-50. Vừa nói, cô ta vừa lắc đầu, trực giác mách bảo ta là sư phụ ta có chút sợ hãi cô gái mặc váy trơn kia, bởi vì sau khi nói xong, ông ấy cúi đầu chạy vào đại điện, còn lẩm bẩm cái gì đó, chỉ là đùa thôi, đùa thị. Từ Chân khế gật đầu, ừ. Cô gái xem bói thấp giọng thở dài, Chân tỷ, trong khoảng thời gian này ta đã rất buồn rầu. Loại người như cha ta trước kia từng ngược đãi mẹ ta, lấy hết tiền bạc trong nhà, không quan tâm chúng ta sống hay chết, theo lý mà nói thì ông ta chết thì đáng lẽ ta phải vui mừng, nhưng sao ta lại cảm thấy hơi mất mát. Từ Chân nói, có lẽ chết quá dễ dàng, người không cảm thấy thỏa mãn. Cô gái xem bói chớp mắt, sau khi nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cô ta nói, có lẽ. Vậy, vừa nói, cô ta vừa lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện phiền toái này nữa, cô ta hưng phấn nói. Chân tỷ, không phải tỷ đang đợi người sao? Để ta tính thử cho tỷ. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn và chờ đợi của cô ta, Từ Chân cũng không từ chối mà khẽ mỉm cười, được. Cô gái xem bói nhanh chóng lấy ra 3 đồng xu, lẩm bẩm trong miệng rồi ném 3 đồng xu đó xuống đất. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, cô ta đột nhiên vỗ tay nói, ô, Chân tỷ, quẻ bói nói là người tỷ đang đợi sắp đến rồi. Từ Chân cười nói, thật sao? Cô gái xem bói liên tục gật đầu. Đúng vậy, ừm. Người mà tỷ đang đợi có chút không bình thường. Từ Chân nhìn cô gái xem bói, vẻ mặt của cô gái xem bói trịnh trọng nói, Chân tỷ, người mà tỷ đang chờ đợi có số mệnh rất cứng. Ta chưa bao giờ thấy số mệnh nào cứng như vậy, số mệnh của hắn đã vượt qua hoàng đế và tướng quân, đây. Đây chính là số mệnh bất tử trong truyền thuyết. Không, số mệnh của hắn có khuyết điểm, không phải thật sự bất tử, cũng không đúng, trước đây hắn đã từng có số mệnh bất tử. Nhưng bây giờ thì không phải, số mệnh trước đó của hắn có vận may thần bí thêm vào, cho nên mới trở thành số mệnh vô địch bất tử, nhưng bây giờ lại không còn nữa, hắn. Nói đến đây, cô ta đột nhiên kích động, người đàn ông này thật là ngầu, ta tính không ra, ta hoàn toàn tính không ra, cái này chắc là phải để sư phụ của ta tính mới được. Từ Chân nhìn bộ dáng kích động của cô ta thì cong môi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô ta. Cô gái xem bói vẫn rất hưng phấn. Số mệnh này thật là lợi hại, e rằng chỉ có sư phụ của ta mới có thể tính ra được. Từ Chân cười nói, bói toán cũng không sao, nhưng bói toán cuối cùng sẽ dính vào nhân quả, việc này đối với ngươi không tốt. Cô gái xem bói gật đầu, Chân tỷ, ta biết rồi, ta không phải loại người giết người vô tội một cách bừa bãi, ta chỉ tính cho kẻ ác chết, còn người tốt, ta chẳng những không tính cho họ chết, còn thay đổi số phận của họ để những người tốt sẽ nhận được quả tốt. Từ Chân gật đầu, ừ. Cô gái xem bói tiếp tục nói, Chân tỷ, người mà tỷ đang chờ đợi thật sự có số mệnh rất cứng, người như vậy e là có quăng quả bom hạt nhân cũng không thể giết được hắn. Nếu chúng ta có thể bắt chước loại số mệnh này, ta phải hỏi sư, phụ của ta xem có được không? Nói xong, cô ta bắt đầu trực tiếp thu dọn đồ đạc của mình. Từ Chân mỉm cười nói, Thúc Mệnh, người từ từ thôi. Sau khi cô gái tên Thúc Mệnh thu dọn đồ đạc xong, cô ta nói, Chân tỷ, ta đi tìm sư phụ của ta, có chuyện gì thì cứ gọi cho ta. Nói xong cô ta quay người chạy đi, trong nháy mắt đã chạy mất. Sau khi nhìn Thúc Mệnh rời đi, Từ Chân lắc đầu mỉm cười, tiếp tục bán sách, hiển nhiên cô ta có một nhóm độc giả cố định, lần lượt có người tới tìm cô ta để mua sách, họ đều là phái nữ và rất mạnh dạn. Sau khi mua sách, họ thực sự bắt đầu trực tiếp tụ tập lại để thảo luận, những lời này thật sự rất lộ liễu. Cũng có một số người đàn ông nhìn Từ Chân từ xa, vì vẻ ngoài vô song của Từ Chân, có rất nhiều người có ý đồ với cô ta,
nhưng kể từ khi có một người đàn ông bị cô ta bắt được như bắt một con gà và ném ra xa hàng trăm mét, không một người nam nhân nào dám đến gần nữa. Không lâu sau, sách của Từ Chân đã được bán hết, cô ta thu dọn đồ đạc, sau đó đẩy xe đẩy ra khỏi cầu vượt và đi bộ về nhà. Đi bộ không lâu, cô ta gặp một người đàn ông ở ven đường, thân hình của người đàn ông này thẳng tắp, mặc vest, rất đẹp trai, tất nhiên, thứ bắt mắt nhất chính là chiếc coupe sang trọng phiên bản giới hạn toàn cầu đỗ bên cạnh. Rất nhiều thiếu nữ xung quanh đều dừng lại, nhìn người đàn ông bằng ánh mắt không hề che giấu. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần người đàn ông này nhẹ nhàng ngoắc tay với những người phụ nữ đang dừng lại nhìn hắn ta thì người phụ nữ đó sẽ lên xe của hắn ta mà không chút do dự, và sau đó. Nhưng ánh mắt của người đàn ông luôn hướng về Từ Chân đang đẩy xe đẩy. Khi Từ Chân đẩy xe của mình đến bên cạnh người đàn ông nhanh chóng lấy ra một bông hoa, sau đó bước tới, lịch sự tao nhã nói, Từ Chân cô nương, tôi họ Diệp. Hắn đã phát hiện ra rằng người phụ nữ này đã mất trí nhớ và đang đợi một người đàn ông họ Diệp ở đây, thật trùng hợp, họ của hắn cũng là họ Diệp. Từ Chân dừng lại và nhìn hắn ta. Nhìn thấy Từ Chân không có hành động gì, người đàn ông đột nhiên mừng rỡ, nhanh chóng nói, Từ Chân cô nương, tôi chính là người cô đang đợi. Từ Chân đột nhiên giơ tay lên và vung tay, bùm, không hề báo trước, người đàn ông và chiếc xe thể thao của hắn ta bị ném ra xa hàng trăm mét. Không chút nghiêng lệch đáp xuống ngay trước mặt một người đàn ông mặc áo bào đen. Người đàn ông rên rỉ, tôi thực sự là họ Diệp mà. Người đàn ông mặc áo bào đen liếc nhìn người đàn ông đang kêu rên trên mặt đất, hắn đi về phía Từ Chân, người đàn ông trên mặt đất nhanh chóng tóm lấy Diệp Quân và nói, người anh em, đừng đi, người phụ nữ này có vấn đề, không phải họ Diệp cũng đánh, mà họ Diệp cũng đánh. Diệp Quân liếc nhìn người đàn ông này sau đó vỗ tay, đáng đánh, đáng đánh. Người đàn ông. Diệp Quân đi về phía Từ Chân, nhìn người phụ nữ càng ngày càng gần, ánh mắt Diệp Quân bỗng nhiên mơ hồ. Trong mắt mọi người, Diệp Quân chậm rãi đi tới trước mặt Từ Chân, lúc này Từ Chân cũng đang nhìn hắn. Nhìn người phụ nữ trước mặt, trong lòng Diệp Quân bỗng dâng lên ngàn vạn cảm xúc, hắn muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng khi nói ra chỉ có một câu, hắn cười nói, Chân tỷ, lâu rồi không gặp. Từ Chân nhìn Diệp Quân, chúng ta quen nhau sao? Diệp Quân cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì lúc tới hắn đã biết Từ Chân. Hiện tại đã mất đi trí nhớ, hắn khẽ mỉm cười nói, chúng ta làm quen lại đi, ta tên là Diệp Quân. Từ Chân chớp mắt nói, họ Diệp. Diệp Quân gật đầu, ừ. Từ Chân nhìn Diệp Quân, ta đang đợi một người họ Diệp, người đó là cậu sao? Diệp Quân gật đầu, ừ. Từ Chân gật đầu, vậy chúng ta về nhà đi. Nói xong, cô ta buông chiếc xe đẩy xuống. Nắm tay Diệp Quân đi về phía xa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người đàn ông mặc Âu phục nằm trên mặt đất cách đó không xa bỗng nhiên trợn mắt há hốc mồm, dựa vào đâu. Ta con mẹ nó cũng họ Diệp cơ mài. Diệp Quân và Từ Chân đang đi ở bên đường, đèn hai bên đường lờ mờ, lúc này đã vào thu, lá khô vàng rơi khắp trên mặt đất, gió thổi nhẹ nhàng nhưng có chút lạnh. Từ Chân đột nhiên nói, ta chờ ngươi đã rất lâu rồi. Diệp Quân nói, xin lỗi. Tay phải của Từ Chân vuốt vuốt phần tóc bạc bị gió thổi loạn ở bên tai, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, mối quan hệ ngày trước của chúng ta là gì? Diệp Quân hơi trầm ngâm, sau đó nói, bạn bè. Từ Chân cứ như vậy nhìn Diệp Quân, bạn bè. Diệp Quân gật đầu, ừ, bạn bè. Từ Chân gật gật đầu, giữa bạn bè với nhau hình như không thể nắm tay nhau được. Nói xong, nàng buông tay Diệp Quân ra. Diệp Quân lại kéo tay nàng, bạn trai bạn gái. Từ Chân đưa tay nắm lấy một chiếc lá cây bay xuống, thờ ơ nói, chỉ là bạn trai bạn gái thôi sao? Diệp Quân nói, ù. Lá cây trong tay Từ Chân vỡ vụn, hóa thành cho tàn, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, nghiêm túc nói, nhưng ta cảm thấy ngươi như là người thân. Diệp Quân tâm run lên không rõ lý do, hắn nắm chặt tay Từ Chân, nhẹ giọng nói, đương nhiên, chúng ta là người thân. Từ Chân nở nụ cười này, thật sự khiến cho trời đất quay cuồng. Nhìn người con gái tuyệt mỹ trước mắt, trong lòng Diệp Quân không còn chút kiều diễm nào mà chỉ có đau lòng. Từ Chân lại nói, ở bên ngoài, rất khổ phải không? Diệp Quân lắc đầu, không khổ, ông nội ta rất mạnh, cha ta rất mạnh, cô ta rất mạnh. Từ trước tới nay ta là người có bối cảnh lớn nhất, ở bên ngoài, đều là ta bắt nạt người khác, không ai có thể bắt nạt được ta. Từ Chân dừng bước, nàng quay đầu nhìn hắn, không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn. Trong mắt nàng chỉ đều là sự thương tiếc,
là sự đau lòng. Diệp Quân bắt lấy hai tay của nàng, cười nói, Trân tỷ, ta hơi đói bụng. Từ Trân nói, đi, về nhà. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quân đi về phía xa xa, dưới ánh đèn loang lổ, bóng hình của hai người càng ngày càng xa. Sau khi trở lại chỗ ở của Từ Trân đi vào phòng bếp, nàng bật bếp ga, đặt chiếc nồi đựng đầy nước lên, sau đó lấy hai quả cà chua từ trong tủ lạnh ra bỏ vào trong nồi, tiếp theo, nàng cầm lấy một nắm hành đã rửa sạch rồi cắt nhỏ. Mà Diệp Quân ở phía sau nhìn nàng như vậy. Chỉ chốc lát sau, nước trong nồi sôi lên, Từ Trân tắt lửa, lấy thìa vớt hai quả cà chua ra, nàng nhẹ nhàng lột vỏ cà chua, sau đó đặt lên đĩa thức ăn, cầm lấy dao rồi băm nhỏ, không bao lâu, cà chua đã được nàng băm thành từng miếng nhỏ, nàng đổ nước trong nồi đi, sau đó đổ vào một chút dầu, chờ chừng hơn 10 phút sau, nàng nhanh chóng đổ cà chua vào xào lại, xào một hồi, lại đổ nước sôi vào. Diệp Quân. Một lát sau, một chén mì ăn liền nấu với cà chua nóng hôi hổi được bưng đến trước mặt hắn, bên trên còn có một cái trứng ốp la. Từ Trân cười nói, ăn đi. Diệp Quân gật gật đầu, được. Hắn ăn rất nhanh, hắn chỉ ăn dăm ba miếng đã hết sạch bát mì ăn liền đó, ngay cả canh cũng không tha, hắn cảm thấy ăn thật sự rất ngon. Mì ăn liền còn có thể làm như vậy, Trân tỷ thật sự là một nhân tài. Sau khi Diệp Quân ăn xong, Từ Trân bưng bát lên rồi đi vào phòng bếp, sau khi nàng rửa bát sạch sẽ xong, xoay người nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, nghỉ ngơi đi. Diệp Quân gật đầu, được. Từ Trân nói, ta đi tắm. Nói xong, nàng xoay người đi về phía phòng tắm. Diệp Quân lấy tiểu tháp ra, tháp ra, người đi dạo một chút đi. Dứt lời, hắn ném tiểu tháp ra ngoài cửa sổ. Tiểu tháp run giọng nói, con mẹ nó ta chỉ là một cái tháp thôi. Ta chỉ là một cái tháp thôi. Con người các ngươi sẽ cảm thấy có hứng thú với một cái tháp cái sao? Có sao? À! Âm thanh càng lúc càng xa. Một lát sau, Từ Trân cuốn một chiếc khăn tắm đi ra. Mái tóc bạc của nàng buông xóa ở sau lưng, còn mang theo một chút bọt nước, bởi vì khăn tắm có hơi ngắn, bởi vậy, không che được cặp đùi trắng nõn như ngọc để lộ ra bên ngoài, đặc biệt là trước ngực, bởi vì chỉ có một chiếc khăn tắm, nếu như nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy. Diệp Quân chỉ cảm thấy có chút khô nóng, nhận thấy được sự thay đổi của cơ thể, trong lòng hắn không khỏi nói, phong ma huyết mạch, ngươi tỉnh táo một chút. Phong ma huyết mạch, Từ Trân cầm một cái khăn tay nhẹ nhàng lau tóc. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quân, mỉm cười nói, mau giặt đi. Giặt. Diệp Quân gật đầu theo bản năng, hắn đi vào phòng tắm, có lẽ là bởi vì phong ma huyết mạch, chỉ là một chiếc phòng tắm, cũng không khỏi khiến cho hắn có suy nghĩ hơi miên man. Đương nhiên hắn tắm rửa là rất nhanh, 3 giây cởi đồ, 3 giây tắm rửa, xong việc. Diệp Quân quấn một cái khăn tắm đi ra, Từ Trân đã nằm ở trên giường, hắn chú ý tới chiếc khăn tắm lúc nấy nàng quấn được đặt ngay trên chiếc ghế bên cạnh. Nói cách khác, phía dưới chăn. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên Diệp Quân cảm thấy cực kỳ khô nóng, kiểu khô nóng này, nói không rõ, giải thích cũng không rõ. Hắn cảm thấy, bản thân mình là kiếm tu, hơn nữa, còn là kiếm tu song phá vòng, nếu như không phải phong ma huyết mạch thật sự là quá tà ác, hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện những ý nghĩ vớ va vớ vẩn. Kia, tuy rằng tất cả các lỗi sai này đều là của phong ma huyết mạch, nhưng hắn vẫn quyết định tha thứ cho huyết mạch phong ma. Huyết mạch phong ma. Cuối cùng, hắn cũng không biết mình lên giường bằng cách nào. Sau khi tiến vào ổ chăn, hắn đã cảm nhận được một cơ thể mềm mại tựa vào trên người hắn. Diệp Quân. Đầu Từ Trân nhẹ nhàng cọ cọ cằm hắn, ngủ đi. Nói xong, nàng đã thật sự ngủ thiếp đi. Thấy Từ Trân đã đi vào giấc ngủ, Diệp Quân hơi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười. Những ý nghĩ lung tung lúc trước giờ phút này đã biến mất sạch sẽ. Hắn nhẹ nhàng ôm Từ Trân, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cứ như vậy, hai người ôm nhau ngủ. Núi Phạm Tịnh, lúc này đang là vào hạ, thời tiết bắt đầu nóng bức hơn, nhưng người đến du lịch vẫn rất nhiều. Trong một căn phòng đại điện, một cô gái vội vã chạy vào, sư phụ. Cách đó không xa, một tên đàn ông mặc đạo bào đang quét rác bất mãn nhìn cô gái, ngươi nha đầu này. Sao lại vội vàng hấp tấp như vậy, sau này muốn. Cô gái tên là Thúc Mệnh, nàng ấy trực tiếp cắt đứt lời nói của người đàn ông mặc đạo bào. Sư phụ, ta phát hiện một người có số mệnh cực kỳ mạnh mẽ, đến. Đây, ta cho người xem một chút. Nói xong, nàng ấy vội vàng bắt đầu diễn tả, theo những gì mà nàng ấy diễn tả, ở trước mặt nàng ấy, hiện ra một số đồ vật hơi mơ hồ. Mà khi người đàn ông mặc đạo bào nhìn thấy, mí mắt đột nhiên nhấp nháy.
hắn ta vội hỏi, người sao có thể xem được số mệnh này? Thúc mệnh nói, không phải là chân tỷ của ta đang đợi một người đó sao? Ta bèn xem cho tỷ ấy một chút, không ngờ rằng tỷ ấy phải đợi người có số mệnh mạnh mẽ như thế, sư phụ, số mệnh của hắn ta so với của người còn mạnh hơn. Người đàn ông mặc đạo bào. Thúc mệnh càng nói càng hưng phấn, sư phụ, ta thật sự chưa bao giờ gặp người có số mệnh mạnh mẽ như thế, nhưng mà, ta phát hiện một vấn đề, đó chính là số mệnh này của hắn ta được chia làm hai giai đoạn, khoảng thời gian của giai đoạn thứ nhất là số mệnh vô địch, tuyệt đối sẽ không chết, nhưng bây giờ, số mệnh của hắn ta giống như mất đi chút gì đó, cho nên, số mệnh của hắn ta. Người đàn ông mặc đạo bào đột nhiên ngăn cản những lời mà nàng ấy định nói tiếp, hắn ta nhìn thúc mệnh, đến cả cái này mà ngươi cũng xem được. Thúc mệnh gật đầu, được chứ? Người đàn ông mặc đạo bào có hơi nghi ngờ, ngươi xem như thế nào? Thúc mệnh nói, dựa theo cuốn sách xem số mà người cho ta đó, ta dựa vào cách xem trong đó. Đơn giản thôi mà. Sắc mặt của người đàn ông mặc đạo bào đột nhiên trở nên cực kỳ kỳ quái, con mẹ nó. Hắn ta đúng là cực kỳ bất ngờ, nhà đầu này lại có thể tính được số mệnh của tên ngốc kia. Bởi vì ở thời điểm hiện tại, người có thể xem được số mệnh của tên ngốc kia, hơn nữa còn xem rõ ràng như thế, cũng chỉ có mấy người, mà nha đầu này, vừa mới bắt đầu học xem số mà thôi. Đây đúng thật là, nhân tài kiệt xuất, nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông mặc đạo bào đầy sự nghi ngờ, Thục Mệnh nghi ngờ hỏi, sư phụ. Người sao vậy? Người đàn ông mặc đạo bào nói, người giúp sư phụ xem, sư phụ có chết không? Thục Mệnh chớp chớp mắt, cái này, không hay lắm. Người đàn ông mặc đạo bào cười nói, không sao, người cứ xem. Thúc mệnh đang xem nhưng người đàn ông mặc đạo bào lại ngăn cản nàng ấy, khuôn mặt nàng ấy nghi hoặc nhìn hắn ta. Người đàn ông mặc đạo bào sau khi im lặng một lát, nói, nhà đầu, ta và ngươi vốn vô duyên, nhưng bởi vì ngươi tâm thiện, lúc ấy ta lại không hề nghĩ nhiều như vậy, cho nên thu nhận ngươi làm đệ tử, lúc ấy cũng chỉ là nghĩ giúp ngươi có sức mạnh tự bảo vệ mình ở hệ ngân hà này, cuộc sống tốt một chút, nhưng bây giờ... Tóm lại, người phải nhớ kỹ lời nói tiếp theo của ta. Thúc mệnh nghi ngờ, sư phụ, người. Người đàn ông mặc đạo bào trực tiếp ngắt lời nàng nói, thứ nhất, không được xem số của tên ngốc kia nữa. Cũng chính là số mệnh của người mà chân tỷ của ngươi đang chờ, lần này ngươi sở dĩ có thể sống sót, một nửa nguyên nhân là bởi vì ngươi không có ác ý, là người có cử chỉ và tấm lòng lương thiện, còn có một nửa nguyên nhân là do vị chân tỷ kia của ngươi. Tóm lại, người có thể sống sót. Tất cả đều là bởi vì ngươi lương thiện hơn người khác. Thúc mệnh sững sờ. Người đàn ông mặc đạo bào tiếp tục nói, đương nhiên, sư phụ biết, ngươi vừa tiếp xúc với nghề này, rất nhiều thứ đối với ngươi mà nói đều là những điều xa lạ. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi bài học đầu tiên, nhớ kỹ, nhất định phải có lòng kính trọng với những nhân quả và những số phận của bất cứ người nào mà ngươi xem, bởi vì ngươi xem càng nhiều, bản thân dính vào nhân quả cũng lại càng nhiều. Còn có... Vĩnh viễn không thể xem về số phận của mình, vĩnh viễn. Thúc mệnh khó hiểu nhìn về phía người đàn ông mặc áo bào, tại sao? Người đàn ông trầm giọng nói, người xem số mà tự xem số của mình, sẽ rơi vào một vòng tuần hoàn nhân quả vĩnh viễn không có điểm cuối, cái này, người về sau sẽ từ từ hiểu được. Còn nữa, không nên dễ dàng can thiệp nhân quả của người khác, bởi vì có nhiều lúc, trong trường hợp thực lực của ngươi không đủ, người can thiệp vào nhân quả của người khác, phải nhận lấy nhân quả của người khác. Đơn giản mà nói, thiên cơ không thể dễ dàng hoặc là nói, đi tiết lộ cho những người đáng giá nhận được, người không đáng giá, để cho bọn họ tự sinh tự diệt, hiểu không? Tuy rằng Thúc Mệnh không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, vì nàng ấy biết người sư phụ đứng trước mặt này muốn tốt cho nàng ấy. Người đàn ông mặc đạo bào gật đầu, ta cho ngươi bản đại đạo mệnh thuật kia, bên trong không chỉ có pháp xem số, còn có một số thuật của đạo pháp, bình thường ngươi cũng phải tu luyện nhiều, người xem số nếu chỉ biết xem số. Không biết đánh nhau, đó là kẻ không có tiền đồ đấy, hiểu không? Thúc mệnh gật đầu, vâng vâng. Người đàn ông mặc áo đạo bào mỉm cười, bây giờ ngươi đã xuất sư, đi đi. Thúc mệnh hơi do dự, rồi mới hỏi, sư phụ, chúng ta còn gặp lại nhau không? Người đàn ông mặc đạo bào cười nói, không cưỡng cầu. Sau khi Thúc mệnh im lặng hồi lâu rồi đột nhiên nàng ấy quỳ xuống, dập đầu ba cái với người đàn ông mặc đạo bào một cách cung kính, sau đó mới đứng dậy rời đi. Người đàn ông mặc đạo bào nhìn Thúc Mệnh đang rời đi, nhà đầu, sư phụ không biết nói như vậy với ngươi là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Nhưng mà chỉ cần ngươi giữ vững niềm tin, luôn luôn lương thiện, sư phụ tin rằng ngươi sẽ nhận được sự báo đáp. Đúng lúc này, có một người đàn ông đi vào đại điện.
người đến là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ một tay kẹp điếu xì gà, tay trái cầm bình rượu, ông ấy cười nói, đã một khoảng thời gian không gặp rồi. Người đàn ông mặc đạo bào nhìn Vô Biên Chủ nói, còn nhớ những lời ngày trước ta nói với ngươi không? Vô Biên Chủ nói, chỉ cần ta chọn phe đúng thì sẽ có được một cái kết đẹp, đúng không? Người đàn ông mặc đạo bào gật đầu, bây giờ ngươi đã chọn nhà họ Dương. Nói đến đây, hắn ta đi đến bên cạnh Vô Biên Chủ, cầm lấy bình rượu trong tay Vô Biên Chủ rồi uống một ngụm, sau đó nói, bạn bè của ta không nhiều, ngươi được coi là một người bạn, cho nên, ta cho ngươi một cơ hội được chọn lại. Chọn lại một lần. Vô Biên Chủ rít một hơi xì gà, cười nói, ngươi biết đáp án mà. Chủ nhân bút đại đạo, chọn nhà họ Dương là vì thiên mệnh. Vô Biên Chủ lắc đầu, là vì huynh đệ của ta. Nghe thấy Vô Biên Chủ nói, chủ nhân bút đại đạo gật đầu, không hề nói thêm gì nữa, hẳn ta biết, đối phương sẽ không thay đổi chủ ý, giống như việc hẳn ta cũng sẽ không bao giờ thay đổi chủ ý của bản thân. Vô Biên Chủ nhìn chủ nhân bút đại đạo, ta cũng không khuyên ngươi thêm gì nữa, bởi vì ta biết, ngươi sẽ không thay đổi, lần này ta tới tìm ngươi, chỉ đơn thuần muốn tìm ngươi uống rượu, sau khi uống rượu xong, sau này bạn bè vẫn là bạn bè, nhưng nên đánh như thế nào thì vẫn sẽ đánh như thế đớ. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, được. Hai người ngồi yên vị ở trong đại điện uống, rượu đương nhiên là do Vô Biên Chủ mang đến, hắn ta mang đến rất nhiều rượu, tối nay chính là muốn bản thân được say mềm. Chủ nhân đại đạo bút không có tu vi, mà Vô Biên Chủ cũng không hề vận dụng tu vi áp chế lấy rượu, bởi vậy, hai người đã uống say khướt chỉ trong chốc lát. Vô Biên Chủ đột nhiên chửi ầm lên, ngươi là một ngu xuẩn, tên Diệp Quân có cái gì không tốt? Tuổi còn trẻ như vậy mà đã làm được như vậy là tốt lắm rồi. Sao ngươi lại luôn muốn nhằm vào hắn? Ngươi hãy tự hỏi chính mình xem ngươi đánh thắng được ông nội của hắn sao? Ngươi đánh thắng được đại bá hắn sao? Ngươi đánh thắng được cô của hắn sao? Ngươi mẹ nó đánh không lại đâu? Ngươi đánh không lại, tại sao không đầu hàng A? Nhà họ Dương lại không bắt buộc phải giết chết ngươi. Đối mặt với những câu chửi của Vô Biên Chủ, chủ nhân bút đại đạo chỉ cười trừ, không nói gì. Vô Biên Chủ thấy hắn ta cười, đột nhiên nổi trận lôi đình, vì thế lại bắt đầu chửi, ngươi cười cái lông đờ bi gì, đại ca, ngươi đánh không lại thiên mệnh tố quân đâu. Chủ nhân bút đại đạo vẫn không nói gì chỉ cầm bình rượu lên bắt đầu uống. Vô Biên Chủ đột nhiên đi đến rồi đánh một quyền vào thẳng mũi hắn ta, chủ nhân bút đại đạo ngã xuống đất, máu tươi chảy ròng ròng. Đậu má! Chủ nhân bút đại đạo nói, ngươi con mẹ nó điên rồi. Vô Biên Chủ túm lấy cổ áo hắn ta. Nghiêm túc nói, ngươi thành thật nói đi, ngươi làm tất cả những chuyện này, thật ra là vì đứng về phía nhà họ Dương. Có sự thay đổi, có thay đổi lớn, đúng không? Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu. Vô Biên Chủ lại đánh thêm một quyền vào mặt hắn ta. Dầm! Máu mũi của chủ nhân bút đại đạo bỗng nhiên chảy ra. Đờ CMM! Chủ nhân bút đại đạo cũng đánh thẳng một quyền vào Vô Biên Chủ, ngươi con mẹ nó uống rượu rồi phát điên cái. Rất nhanh! Hai người ta một quyền, người một quyền, một lát sau đã bị đánh đến mức mũi xanh mặt phù cả lên. Một lúc sau, hai người nằm trên mặt đất, không ai nói gì, một hồi lâu sau, Vô Biên Chủ ngồi dậy, đi rửa chân thôi. Chủ nhân bút đạo đại nói một cách hung dữ, không có tiền. Vô Biên Chủ nói, ngươi có thể nợ ta, sau này .sau này ngươi trả ta. Sau này, chủ nhân bút đại đạo nhìn Vô Biên Chủ một cái, không nói gì. Vô Biên Chủ nói, đi thôi. Hai người cứ thế vác theo bản mặt sưng vù đi ra ngoài, thậm chí còn có vương chút máu trên mặt. Trên đường đi, chủ nhân bút đại đạo nói, tên ngốc kia có đến tìm ta không? Vô Biên Chủ nói, ngươi sợ hắn giết ngươi. Chủ nhân bút đại đạo vội vàng nói, sao ta có thể sợ được? Ta đã từng sợ ai chưa? Thật nực cười. Nói xong, hắn ta dừng một chút, lại nói, cái tên ngốc trẻ tuổi này, làm việc tương đối lỗ mãng. Tính cách không tốt, người phải khuyên nhủ hắn nhiều hơn nữa, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Để cho hắn đừng tới tìm ta. Vô Biên Chủ nói rồi, hắn phải đến tìm ngươi. Địch, chủ nhân bút đại đạo vội vàng nói, hắn đến tìm ta làm gì? Ta đã thành ra như thế này rồi, hắn còn muốn đến tìm ta. Vô Biên Chủ nói, ngươi đừng sợ, hắn là người đọc sách thường sẽ không động tay động chân. Chủ nhân bút đại đạo. Sáng sớm. Diệp Quân tỉnh lại, hắn mở to hai mắt, từ chân đã không nằm trong chăn nữa. Hắn vươn vai một cái, không thể không nói, đã rất lâu rồi hắn chưa từng được ngủ ngon như vậy.
Đối với người tu luyện mà nói, ngủ đương nhiên là một chuyện dư thừa, nhưng hẳn đột nhiên phát hiện, loại cảm giác này thật sự rất tốt. Tỉnh rồi, giọng nói của Từ Chân đột nhiên truyền đến. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lại, Từ Chân bưng một bát mì ăn liền đi tới, cô ta ấy cũng không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Sáng sớm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ai có thể nhịn được. Mạch máu của Diệp Quân như muốn vỡ tung, Từ Chân bưng bát mình đến trước mặt hắn, mỉm cười nói, ăn đi. Diệp Quân nhận lấy bát mì, hắn nhìn ra bên ngoài một cái, cười nói, ta ngủ cũng lâu thật. Mặt trời đều đã lên R. Từ Chân ngồi ở trước mặt hắn, đêm qua, ta đã cố gắng nhớ đến những chuyện trước kia của chúng ta, nhưng ta không nhớ ra điều gì cả. Diệp Quân im lặng, nhưng ta biết, cậu nhất định là người rất thân của ta. Diệp Quân kéo lấy tay cô ta, nhẹ giọng nói, nhớ không ra, vậy thì không cần nhớ nữa. Từ Chân nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân bắt đầu ăn mì, giống như ngày hôm qua, hắn ăn dăm ba miếng đã hết sạch bát mì. Sau khi ăn xong, Từ Chân đột nhiên nói, lúc nào thì đi. Diệp Quân nói, ngày mai. Từ Chân gật đầu, không nói gì. Diệp Quân nói, chúng ta đi đến một nơi. Từ Chân không hề hỏi đi đâu, chỉ gật đầu. Diệp Quân đột nhiên mở lòng bàn tay ra, quyển sách trên bàn cách đó không xa bay vào trong tay hắn, hắn đang muốn mở ra xem, Từ Chân đột nhiên ngăn cản. Hẳn lại, không cho xem. Diệp Quân nhìn về phía Từ Chân cười nói, không phù hợp với trẻ em. Diệp Quân nói, vậy thì ta lại càng thích hơn. Nói xong, hắn vừa mở ra xem, vừa mới mở ra, đúng không hổ danh nhóc con, không chỉ có nội dung bùng nổ, còn có cả tranh minh họa. Bức tranh đó cũng giống như được chụp lại vậy, thật sự trông rất sống động, khiến cho người ta khó có thể không tự mình làm. Diệp Quân nhìn về phía Từ Chân, trên mặt Từ Chân mang theo một nụ cười rất tự nhiên, không hề có chút xấu hổ nào. Diệp Quân nghiêm túc nói, vẽ đẹp lắm, Từ Chân chu miệng cười, không nói gì. Diệp Quân gập sách lại, sau đó lật đến trang cuối cùng, vẫn chưa viết xong. Từ Chân gật đầu, vẫn thiếu một cái kết. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn ra phía bên ngoài một cái, cười nói, không được nằm trên giường thêm nữa. Nói rồi, hắn nhìn về phía Từ Chân, Chân tỷ, ta muốn mặc quần áo, tỷ có thể tránh mặt đi một lát được không? Từ Chân lấy quần áo của hắn ra, sau đó nói, ta mặc giúp cậu. Diệp Quân nhìn cô ta, không nói gì. Từ Chân kéo hắn lên, sau đó bắt đầu mặc quần áo cho hắn, cô ta mặc rất nghiêm túc, cũng rất tự nhiên, giống như người vợ đang đối đãi với chồng vậy. Không bao lâu sau, Diệp Quân mặc quần áo xong, mái tóc dài xõa ra trên vai, mặc bộ huyền bào trông cực kỳ tuấn tú. Từ Chân nhìn hắn, mỉm cười nói, đẹp thật. Diệp Quân đột nhiên cởi khăn tắm của cô ta ra, trong phút chốc, cơ thể lộng lẫy tuyệt mỹ xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Từ Chân cũng không hề ngăn cản, cứ đứng như vậy nhìn hắn. Diệp Quân mỉm cười nói, ta cũng giúp tỷ mặc thế mới công bằng. Hắn mặc cũng rất nghiêm túc, đương nhiên không hề tự nhiên, nhưng mà, cũng rất cẩn thận, còn có hơi chậm. Rất nhanh, Diệp Quân mặc cho cô ta một bộ váy trăng như tuyết, hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi Từ Chân, sau đó cười nói, đẹp quá. Từ Chân bật cười, hai tiếng đồng hồ sau, hai người đi tới nơi bọn họ đã từng tới, Thiên Hộ Miêu trại Tây Giang. Lúc bọn họ đến, đã là buổi chiều, hôm nay trời đổ mưa, bởi vậy, lúc này cũng không nóng nhiệt độ cũng vừa phải. Người tới du lịch cũng khá đông, sau khi tiến vào miêu trại, chỗ nào có thể bắt gặp các cô gái mặc trang phục miêu, phần đa đều là những người con gái trẻ tuổi. Đúng lúc này, một cô gái ăn mặc thời thượng đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Quân và Từ Chân, cô ấy mỉm cười nói, xin lỗi, quấy rầy hai vị một chút, tôi là nhân viên chụp ảnh cho một tờ tạp chí chuyên nghiệp, tôi. Có thể chụp ảnh cho hai vị không? Diệp Quân và Từ Chân nhìn nhau, Diệp Quân cười nói, được. Cô gái mừng rỡ, cô ấy vội vàng lấy máy ảnh ra, sau đó lùi ra cách đó không xa bắt đầu chụp ảnh cho Diệp Quân và Từ Chân. Cô ấy chụp liên tục vài tấm, cô ấy vốn định để Diệp Quân và Từ Chân phối hợp với nhau tạo nên một vài tư thế gì đó, nhưng lời này cô ấy không dám nói. Sau khi chụp liên tiếp vài tấm hình, cô gái cười nói, cảm ơn, chụp xong gì? Diệp Quân và Từ Chân gật đầu rồi sau đó đi về phía xa xa. Sau khi hai người rời đi, cô gái mới cảm thán, đúng thật là nhân vật thần tiên mà. Nói xong, cô ấy cúi đầu nhìn máy ảnh, kiểm tra lại những bức hình mà lúc nãy cô ấy đã chụp, sau đó cô ấy đã lập tức đứng hình. Những bức hình ban nãy cô ấy chụp lại là những bức ảnh trắng. Hai người đi dọc theo đường phố,
Phong cách kiến trúc nơi này cực kỳ đặc sắc, những ngôi nhà sàn xây ở giữa sườn núi, hơn ngàn căn nhà sàn thay đổi theo địa hình, núi non trùng điệp, một con sông chảy xuyên qua bản làng, làm cho miêu trại Tây Giang chia tách làm hai. Trên đường đi, Từ Chân quay đầu sang nhìn Diệp Quân, hỏi, tại sao lại muốn đến nơi này? Diệp Quân mỉm cười nói, muốn đến xem lại xem sao. Từ Chân gật đầu. Diệp Quân dẫn Từ Chân đi dạo khắp nơi, bọn họ giống như một cặp tình nhân mới bắt đầu yêu nhau, trò chuyện không hết, nhưng mà lại không hề tán gẫu đến chuyện tu luyện. Hơn nữa, phần lớn thời gian, Diệp Quân đều là đang lắng nghe, nghe Từ Chân nói về một số chuyện của hệ Ngân Hà. Mà hắn cũng sẽ nói một số chuyện của mình ở bên ngoài, nhưng đều là những chuyện dễ nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là buổi tối, Diệp Quân dẫn Từ Chân đi tới một tửu lâu, bọn họ chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, cười nói, tỷ chờ một lát. Nói xong, hắn đứng dậy đi tới phòng bếp của tửu lâu, một người đầu bếp với dáng người mập mạp lúc này đi tới, anh muốn làm gì? Diệp Quân nói, tôi muốn đích thân làm vài món. Người đầu bếp mập mạp kia tưởng mình nghe nhầm, anh muốn tự mình nấu ăn. Diệp Quân gật đầu. Người đầu bếp mập tức giận nhìn, có phải anh muốn bới lông tìm vết không? Diệp Quân đột nhiên lấy ra một xấp tiền thật dày đặt trước mặt đầu bếp mập. Hãy cho để tôi. Đầu bếp mập nhìn xấp tiền cực dày kia, cả người trực tiếp đứng hình, số tiền đó có thể bằng 5 năm tiền lương của anh ta. Đầu bếp mập rất nhanh phản ứng lại, anh ta vội vàng nhận lấy xấp tiền mặt kia, trên mặt lập tức nở một nụ cười, đại ca. Phòng bếp bây giờ là của anh. Cảm ơn. Diệp Quân mỉm cười, sau đó đi tới bếp ở bên, hắn cũng không có dùng nguyên liệu nấu ăn có trong nhà bếp, mà là trực tiếp lấy từ trong tháp nhỏ. Hắn làm rất nhanh, không đến nửa giờ cũng đã làm xong, bởi vì hắn cũng chỉ làm một bát mì ăn liền. Bên trên còn có một quả trứng ốp la. Sau khi làm xong, hắn bưng bát mì ăn liền đi tới trước mặt Từ Chân, Từ Chân nhìn bát mì kia một cái, mì trường thọ. Làm sao cậu biết hôm nay là sinh nhật ta? Diệp Quân cười nói, tỷ đã từng nói với ta rồi. Từ Chân nhìn hắn, thật không? Diệp Quân gật đầu, đương nhiên. Từ Chân gật gật đầu, cô ta cầm đũa gắp mấy miếng mì ăn liền bỏ vào trong miệng, một lát sau, cô ta giơ ngón tay cái lên, rất ngon, cậu tốt nhất đừng đi, sau này ở đây làm mì cho ta ăn. Được không? Diệp Quân mỉm cười nói, sau này được không? Từ Chân nhìn hắn một cái, không nói gì, tiếp tục ăn mì. Một lát sau, Từ Chân đột nhiên lấy một đôi đũa đưa cho hắn, mì trường thọ, cùng nhau ăn, cùng nhau trường thọ. Diệp Quân không từ chối, gật đầu, được. Hắn nhận lấy đôi đũa, cứ như vậy, hai người cùng nhau ăn bát mì trường thọ. Kia, trứng gà cũng là mỗi người một nửa. Sau khi ăn xong, Diệp Quân lôi kéo Từ Chân đi ra bên ngoài tửu lâu, hắn búng tay một cái, trong chớp mắt, toàn bộ thiên hộ miêu trại Tây Giang bản lên từng đợt pháo hoa, cả khoảng không bỗng nhiên sáng chói, mà ở phía chân trời rực rỡ kia, bốn chữ lớn hiện ra, sinh nhật vui vẻ, mà sau khi dòng chữ biến mất, có một khuôn mặt tuyệt mỹ được tạo thành từ vô số tia lửa của pháo hoa, chính là Từ Chân. Diệp Quân kéo tay Từ Chân, nhìn khuôn mặt có nhan sắc xinh đẹp ở phía chân trời kia, mỉm cười nói, Chân tỷ, tỷ rất xinh đẹp. Từ Chân nhìn về phía chân trời một cách ngây ngốc, đột nhiên, cô ta quay đầu lại nhìn Diệp Quân, nở một nụ cười xinh đẹp, ta thích. Diệp Quân bật cười. Đêm khuya, Diệp Quân ôm Từ Chân đến bên giường, hắn nhẹ nhàng đặt Từ Chân lên giường, sau đó đắp chăn cho cô ta, tay phải hắn khẽ run lên, một sức mạnh bí bao phủ Từ Chân đột nhiên rơi vào giấc ngủ sâu. Diệp Quân cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi cô ta, Chân tỷ. Ta đi đây. Nói xong hắn quay người rời đi. Mà trong giây phút hắn rời khỏi phòng, Từ Chân đột nhiên mở hai mắt ra. Bên ngoài, Diệp Quân đi tới trước một quán ăn nhỏ ở bên đường, hắn gọi hai món ăn cùng một bình rượu, lại gọi thêm hai cái chén, hắn lấy tiểu tháp ra đặt ở trên bàn, hắn đổ rượu đầy chén, sau đó đặt ở trước mặt tháp ra. Tiểu tháp nói, ta không uống rượu. Diệp Quân cười cười. Tiểu tháp nói, ngươi có thể giúp cô ta hồi phục ký ức. Diệp Quân lắc đầu. Ta nợ tỷ ấy, rất nhiều rồi. Tiểu tháp im lặng. Diệp Quân nói, tháp gia, ta kính ngươi một chén. Tiểu tháp vừa định nói gì đó, Diệp Quân đột nhiên nói, tháp gia, những năm gần đây ngươi đi theo ta, giúp ta nhiều như vậy, ta hình như cũng chưa từng nói cảm ơn với ngươi. Nói cảm ơn hình như cũng không có ý nghĩa gì, tháp gia, ta. Lạy một lạy với ngươi. Nói xong, hắn thật sự đứng dậy, sau đó quỳ xuống, cung kính dập đầu một cái với tháp gia.
Đậu mái. Tiểu Tháp đột nhiên nhảy dựng lên, tiểu tử ngươi đây là làm cái gì vậy? Ngươi đừng như vậy. Diệp Quân đứng dậy, hắn mở lòng bàn tay ra, tiểu tháp bay vào trong lòng bàn tay, giây sau, tiểu tháp. Kinh hãi nói, tiểu tử ngươi phong ấn ta, ngươi muốn làm cái gì? Này, Diệp Quân mỉm cười nói, tháp gia, ngươi đã chăm sóc ba đời nhà chúng ta, cũng nên được hưởng phúc rồi, đi theo bên cạnh chân tỷ, nếu như ta còn có thể sống sót, ta lại đến đón các ngươi. Nói xong, hắn buông tay ra, tiểu tháp từ từ bay ra ngoài. Mẹ kiếp, tiểu tháp kinh hãi nói, tiểu tử ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, ta có át chủ bài, trước đây ta vẫn luôn giả vờ yếu đuối, ta thật sự giả vờ yếu đuối. Ngươi tin ta đi, ta. Nó cách Diệp Quân ngày càng xa. Thấy Diệp Quân không có ý định dừng lại, tiểu tháp tức giận nói, mẹ kiếp, ta là tháp gia của ngươi, chết tiệt, ta là tháp gia của ngươi. Vào giây phút cuối cùng, ngươi lại bỏ rơi ta sao? Ngươi làm vậy mà coi được sao? Ngươi cảm thấy thú vị không? Nhanh chóng mở phong ấn ra cho ta. Tiểu hồn, mau mở phong ấn ra cho tai. Tiểu hồn run rẩy nói, tháp gia, ta cũng bị tiểu chủ nhân phong ấn. Tiểu hồn đang ở trong tháp. Tiểu tháp. Cứ vậy, tiểu hồn và tiểu tháp bị phong ấn đã bay đến phòng của Từ Chân. Lúc này Từ Chân đang đứng ở cửa sổ, cô ta nhìn chằm chằm về phía xa cuối đường, nơi bóng lưng Diệp Quân đang dần biến mất ở cuối đường. Từ Chân mở lòng bàn tay ra, tiểu tháp rơi vào tay cô a. Tiểu tháp run giọng nói, chân thần, ngài đã khôi phục trí nhớ chưa? Từ Chân lắc đầu. Xong rồi. Tiểu tháp than thở, tiểu tử này nhất định đã nhận ra điều gì đó, hắn nhất định đã nhận ra điều gì đó không bình thường, cho nên mới phong ấn tiểu hồn và ta ở đây. Hắn là người thông minh như vậy, nhất định biết một số nguy hiểm mà ta không biết. Không, ta phải đi giúp hắn, nhưng bây giờ ta không thể di chuyển được. Nó thực sự thấy hơi gấp gáp. Tiểu hồn vẫn tương đối bình tĩnh, tháp gia, đừng vội, hỏi chân thần thử. Xem. Tiểu tháp tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, chân thần, ngài có cách nào giải trừ phong ấn của chúng ta không? Từ Chân lắc đầu. Tiểu tháp nghỉ hoặc nói, sao có thể? Ngài lợi hại như vậy, ngài. Đúng vậy, ta nhớ ra rồi, trí nhớ của ngài còn chưa khôi phục, thực lực còn chưa thật sự khôi phục. Sở dĩ hắn không có giúp ngài khôi phục trí nhớ, cũng vì không muốn ngài tham gia vào cuộc chiến này. Từ Chân im lặng, tiểu tháp lo lắng nói, vậy phải làm gì bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Từ Chân bỗng nhiên cầm tiểu tháp lên, xoay người rời khỏi phòng, đi ra đường. Dù đã 12 giờ rạng sáng nhưng trên đường phố vẫn rất sôi động và có rất nhiều nam nữ. Từ Chân bước đi lang thang không mục đích trên đường phố. Cô ta cực kỳ xinh đẹp, lại còn ăn mặc theo kiểu cổ trang, tự nhiên thu hút rất nhiều người. Hơn nữa, cô ta đi một mình nên rất nhanh đã có người đến bắt chuyện. Một người đàn ông lịch sự tao nhã đi tới và hỏi, cô đi một mình à? Từ Chân liếc nhìn hắn ta một cái, không nói gì. Người đàn ông mỉm cười nói, không biết tôi có vinh hạnh được mời cô uống một ly không? Từ Chân lắc đầu và bỏ đi ra xa. Thấy Từ Chân tựa hồ cũng không có phản kháng bao nhiêu, người đàn ông lập tức tự tin hơn, nhanh chóng đi theo, cô gái, nếu hôm nay không tiện, có thể để lại thông tin liên lạc được không, hôm khác tôi sẽ... Từ Chân quay đầu nhìn người đàn ông, tôi có người yêu rồi. Người đàn ông còn muốn nói gì nữa, nhưng Từ Chân đột nhiên đi đến một cánh cổng gần đó, nơi có một cái trống đá bão cổ thạch cô ta đấm xuống một cú. Bùm! Cái trống đá kia lập tức biến thành bột. Người đàn ông choáng váng. Từ Chân vỗ tay và đi về nơi xa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của người đàn ông, hắn ta tự nhiên không dám tiếp tục tiến tới bắt chuyện nữa. Bởi vì hắn ta biết rằng nếu mình lại nói nhiều thêm một câu nữa, đối phương sẽ không chút do dự đấm vào đầu hắn ta. Thật đáng sợ. Người đàn ông quay người bỏ chạy. Từ Chân đi trên đường phố náo nhiệt, ánh mắt không tập trung, không biết đang suy nghĩ gì. Tháp gia không nói nữa, cả nó và tiểu hồn đều đã bị Diệp Quân phong ấn. Với thực lực hiện tại của Diệp Quân, toàn bộ hệ ngân hà chỉ có hai người có thể phá vỡ phong ấn của hắn. Một người chính là chân thần khi khôi phục toàn bộ thực lực. Còn người kia là chủ nhân bút đại đạo. Nhưng vấn đề là sức mạnh của hai người kia một người đã bị phong ấn, còn một người thì vẫn chưa phục hồi. Lúc này, trời đột nhiên bắt đầu mưa. Người trên đường vội vã trú mưa, nhưng Từ Chân lại không trú mưa mà cứ tiếp tục đi bộ dưới mưa. Cô ta cố gắng suy nghĩ điều gì đó nhưng không hiểu sao lại không nhớ được gì cả. Tại sao? Cô ta có chút bối rối, rõ ràng cô ta quan tâm đến hẳn nhiều như vậy.
nhưng tại sao cô ta lại không nhớ được gì về hắn? Tại sao? Mưa càng ngày càng nặng hạt. Từ Chân cứ như vậy đi về phía trước. Chị ơi, mau vào nhà chú Mưa đi. Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của một cô bé. Từ Chân quay lại thì nhìn thấy một cô bé khoảng mười mấy tuổi cầm ô đi ra ngoài. Cô bé nhanh chóng bước tới chỗ Từ Chân và hỏi với vẻ quan tâm. Chị ơi, sao chị lại đầm mưa ở đây? Vừa nói, cô bé vừa mở ô ra nhưng lại không thể với tới Từ Chân nên cô bé nhanh chóng kéo Từ Chân vào cửa hàng của mình. Đây là một cửa hàng quần áo với nhiều bộ trang phục miêu tộc khác nhau treo xung quanh. Cô bé nhanh chóng rót một cốc nước sôi đưa cho Từ Chân, chị mau uống chút nước ấm đi, đừng để bị cảm lạnh. Còn nữa, chị thay quần áo ướt ra đi, quần áo của mẹ em có lẽ sẽ hợp với chị. Nói xong cô bé quay người chạy về phòng, một lúc sau cô bé đã cầm một chiếc váy chạy ra trước mặt Từ Chân và nói, chị mau thay đi. Từ Chân nhìn cô bé, chỉ có một mình em thôi à. Cô bé gật đầu, bây giờ chỉ có một em, cha mẹ em đã đi tu tiên rồi. Từ Chân có chút kinh ngạc, tu tiên. Cô bé nói, đúng rồi, thỉnh thoảng họ sẽ quay về một lần, ôi, chị nên thay quần áo trước đi nếu không sẽ bị cảm lạnh. Từ Chân gật đầu, cảm ơn. Vừa nói, cô ta vừa lấy quần áo bước vào trong, nhưng chẳng mấy chốc cô ta đã ngây ra tại chỗ, trên bức tường cách đó không xa có treo một bức tranh, trong tranh vẽ là một người phụ nữ mặc quần áo miêu tộc và một người đàn ông, chính là cô ta và Diệp Quân. Nhìn chính mình với nụ cười rạng rỡ trong bức tranh, Từ Chân đứng ngây ra đó, ngay lúc này, vô số ký ức chợt từ sâu trong tâm trí cô ta tràn về. Vào lúc này, cô ta cuối cùng cũng hiểu tại sao dù cố gắng thế nào cô ta cũng không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra, bởi vì tia nhân tính của cô ta đang ở đây. Sau khi Diệp Quân rời khỏi miêu trại, hắn đi đến học viện Ngân Hà, khi trở lại đây, những cảnh tượng trong quá khứ đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Khi hắn bước vào trường, một bầu không khí trẻ trung, vui tươi lập tức ập vào mặt, họ đều là những người trẻ có đôi mắt sáng. Xung quanh có người nhìn hắn, nhìn bề ngoài thì hắn còn rất trẻ. Tầm hai mươi mấy tuổi, vẻ ngoài của hắn cực kỳ đẹp trai, lại mặc trang phục cổ nên ngay khi bước vào đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Đừng bao giờ đánh giá thấp tình yêu dành cho cái đẹp của phụ nữ, nếu họ bắt đầu điên cuồng thì đàn ông không thể so sánh được. Sau khi Diệp Quân tìm hiểu khắp trường thì biết được rằng Mộc Uyển Du và Tô Tử đã đến Ngân Hà Tông. Ngân Hà Tông vẫn nằm trong hệ Ngân Hà, học viện Ngân Hà không thể so sánh với nơi đó. Có thể nói nơi đó là học viện cao nhất của học viện Ngân Hà và là nơi mà vô số người trong toàn bộ hệ Ngân Hà đều mơ ước được đến. Diệp Quân quay người đi về phía ngoài sân trường, hắn đang muốn gặp một người khác chủ nhân bút đại đạo. Đến đây sao có thể không gặp người này được chứ? Đúng lúc này, một thanh âm kinh ngạc đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, là ngươi. Diệp Quân quay người lại, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng đứng cách đó không xa. Người phụ nữ này đang kinh ngạc nhìn chằm chằm hẳn. Diệp Quân cũng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy người phụ nữ này, cô ấy không ai khác chính là Hiên Viên Lăng của tộc Hiên Viên. Diệp Quân cười nói, cô không đi Ngân Hà Tông à? Hiên Viên Lăng lắc đầu, không, anh đến đây để tìm Tô Tử và Mộc Uyển Du sao? Diệp Quân gật đầu. Hiên Viên Lăng nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quân cười nói, uống một ly không? Hiên Viên Lăng gật đầu, được. Hai người bước ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, một số có mặt tại hiện trường lập tức bị sốc vì họ nhận ra Hiên Viên Lăng, đây là người đẹp nhất ở học viện Ngân Hà khóa trước. Mọi người đều thích bàn tán, khi nhìn thấy cô ấy và Diệp Quân đi cùng nhau, khó tránh khỏi xế bàn tán. Rất nhanh, hai người đã đến nhà hàng bên ngoài, Hiên Viên Lăng tùy tiện gọi một vài món, sau đó nhìn Diệp Quân, lúc trước bọn họ vẫn đang đợi anh đấy. Diệp Quân gật đầu, bọn họ ở trường học thế nào? Hiên Viên Lăng nói, rất tốt, có người đang âm thầm bảo vệ bọn họ. Là người của anh sao? Diệp Quân gật đầu. Hiên Viên Lăng liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, sao lâu như vậy không trở lại? Diệp Quân nói, thật sự có quá nhiều việc, cô thì sao? Cô còn chưa đi Ngân Hà Tông sao? Hiên Viên Lăng lắc đầu, tôi đã đi rồi, nhưng... Nói đến đây, cô ấy ngập ngừng muốn nói. Diệp Quân nói, có phiền phức gì à? Hiên Viên Lăng gật đầu. Bên kia có người cứ làm phiền tôi mãi, tôi không có hứng thú với anh ta, nhưng gia tộc của anh ta. Nói đến đây, cô ấy ngừng nói. Diệp Quân gật đầu, không nói gì, chỉ lấy ra một tờ giấy, viết một câu, đưa cho Hiên Viên Lăng, sau khi ngươi trở về,
đưa tờ giấy này cho tông chủ của Ngân Hà Tông. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quân, anh có còn quay lại nữa không? Diệp Quân cười nói, không chắc. Hiên Viên Lăng không nói gì. Hai người trò chuyện một hồi, Diệp Quân đứng lên nói, Lăng cô nương, tôi còn muốn đi gặp một người nữa, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong hắn bước ra ngoài. Hiên Viên Lăng cũng đứng lên, muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời. Rất nhanh, Diệp Quân đã biến mất ở nơi xa. Hiên Viên Lăng hồi lâu không nói gì. Trong một phòng riêng sang trọng, chủ nhân Bút Đại Đạo đang rửa chân. Vô Biên Chủ bỗng nhiên đẩy cửa ra, nói, hắn tới. Cái gì? Chủ nhân Bút Đại Đạo nhảy dựng lên nói, mẹ kiếp. Hắn đến đây làm gì? Hắn đến đây làm gì? Ta đã thành như vậy rồi, chẳng lẽ hắn còn muốn đánh ta sao? Ta biết hắn không phải loại người này, hắn tuyệt đối không phải loại người này. Vô Biên Chủ lặng lẽ nói, các người nói chuyện đi. Chủ nhân Bút Đại Đạo trực tiếp nhảy xuống, tóm lấy Vô Biên Chủ, ông đừng rời đi, ông cứ đi theo ta. Trong một đại sảnh, Diệp Quân lại nhìn thấy chủ nhân Bút Đại Đạo, chủ nhân Bút Đại Đạo đang ngồi trên ghế, mặc áo đạo bào, nhìn về phía trước một cách kiên định. Vô Biên Chủ ở bên cạnh, đang hút thuốc, tay trái vẫn cầm chai rượu, ánh mắt ông ta sâu thẳm, sắc mặt u ám, trong lòng nặng trĩu. Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân Bút Đại Đạo, Hích Thăng cộng mũ. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Cười nói, lại gặp nhau rồi. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn Diệp Quân, 25. Nói đến đây, ông ta mới nhớ ra mình lúc này còn chưa có tu vi, vội vàng đổi lời, Diệp Quân, Vô Biên nói người đang tìm ta, có chuyện gì sao? Diệp Quân gật đầu, muốn nói chuyện với ông. Chủ nhân Bút Đại Đạo nói gì? Diệp Quân nói, ông muốn nói cái gì? Chủ nhân Bút Đại Đạo trầm mặc không nói gì. Diệp Quân cười nói, xem ra giữa chúng ta không có gì đáng nói. Chủ nhân Bút Đại Đạo gật đầu, đã đến lúc này, thật sự không có gì có thể nói. Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân Bút Đại Đạo, nghiêm túc hỏi, hệ Ngân Hà sẽ xảy ra vấn đề sao? Chủ nhân Bút Đại Đạo trả lời dứt khoát, không. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong, hắn đứng lên, nhìn về phía Vô Biên Chủ, chúng ta đi thôi. Vô Biên Chủ gật đầu. Hai người đang chuẩn bị rời đi, chủ nhân Bút Đại Đạo đột nhiên nói, chờ một chút. Hai người quay lại nhìn chủ nhân Bút Đại Đạo. Sau một lúc im lặng, chủ nhân Bút Đại Đạo nói, Vô Biên, người vẫn có sự lựa chọn. Vô Biên Chủ nhìn về phía chủ nhân Bút Đại Đạo, ta chọn huynh đệ của ta. Chủ nhân Bút Đại Đạo hỏi, lẽ nào ta không phải huynh đệ của ngươi sao? Vô Biên Chủ nói, ý chí tối cao muốn hủy diệt thế giới, chứ không phải Dương gia muốn hủy diệt thế giới. Chủ nhân Bút Đại Đạo trầm mặc. Vô Biên Chủ sau nếu chúng ta gặp lại, người đừng nương tay, ta cũng sẽ không nương tay. Người yên tâm, ta có chết trong tay người cũng sẽ không trách ngươi. Vừa nói, ông ta vừa đi theo Diệp Quân hướng ra ngoài, khi vừa tới cửa, ông ta đột nhiên nói, nhớ trả tiền rửa chân hôm nay. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Sau khi nhìn hai người biến mất, trong mắt chủ nhân Bút Đại Đạo hiện lên tia phức tạp, cuối cùng ông ta thấp giọng thở dài. Bên ngoài, Vô Biên Chủ đột nhiên nói được tên này không? Nếu như bây giờ chúng ta ra tay, có thể thu phục. Diệp Quân cười nói, chắc là không thể. Vô Biên Chủ gật đầu, ta cũng nghĩ là không thể, vừa nói, ông ta vừa thở dài một cái. Rất nhanh, cả hai đã đến Mọt Tinh Không, khi đi ngang qua Hỏa Tinh, Diệp Quân dừng lại, hắn quay đầu nhìn Hỏa Tinh đó. Đôi mắt của Vô Biên Chủ cũng rơi vào Hỏa Tinh, trên Hỏa Tinh đó có một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Quân nói, chủ nhân Bút Đại Đạo trước đây có nói về Hỏa Tinh này không? Vô Biên Chủ lắc đầu, không, tên này rất kín miệng, chuyện cơ mật sẽ tuyệt đối không tiết lộ. Tuy nhiên, ta có thể khẳng định, ông ta biết người trên Hỏa Tinh. Này! Diệp Quân gật đầu, hắn quay đầu lại nhìn, ánh mắt hắn lướt qua thời không vũ trụ tinh hà, cuối cùng, hắn nhìn thấy một đám long tộc. Sau khi ánh mắt hắn dừng ánh mắt, sau đó nhẹ giọng nói. Trên một người nào đó, hắn liền lập tức thu hồi ẩn bối, chúng ta đi thôi. Hiện tại, giữ nguyên hiện trạng của những người này chính là kết cục tốt nhất. Bởi vì lần này là chiến đấu với ý chí tối cao, hắn có một dự cảm không tốt, đó là một loại cảm giác trước đây chưa từng có. Chẳng bao lâu sau, cả hai liền biến mất tại nơi sâu thẳm của hệ Ngân Hà. Diệp Quân và Vô Biên Chủ trực tiếp trở về vũ trụ nguyên thủy, mà sau khi trở lại vũ trụ nguyên thủy, Diệp Quân phát hiện vũ trụ nguyên thủy hiện tại có một khí tức căng thẳng, cảm giác giống như có một cơn bão sắp ập đến.
bên trong ngôi nhà tre. Diệp Quân nhìn thấy Toại Cổ Kim, cô ta hiện là trợ thủ của Tần Quan, giúp Tần Quan kiểm soát Thiên Bảo Các. Cô ta vừa đến đã thể hiện kỹ năng quản lý đáng sợ, cộng với sự hỗ trợ hết mình của Tần Quan, giờ đây cô ta đã có địa vị rất cao trong Thiên Bảo Các ở vũ trụ Nguyên Thủy, chỉ đứng sau Tần Quan và Diệp Quân. Nhìn bụng của Toại Cổ Kim, Diệp Quân cười nói, sao vẫn còn chưa sinh? Toại Cổ Kim nói, đợi ngươi. Diệp Quan im lặng, hắn tự nhiên hiểu được ý của Tùy Cô Cần. Hôm nay Tần Quan cũng nấu một bàn đồ ăn, tuy không phải sở trường của Toại Cổ Kim, nhưng cô cũng phụ giúp. Tần Quan cười nói, không vội, cũng không có ai tranh của con. Diệp Quân cười tâu toét, mẹ nấu ngon quá. Tần Quan cười nhìn hắn, dịu dàng nói, vậy thì ăn nhiều một chút. Toại Cổ Kim cũng ăn, nhưng cô ta cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì đây giống như một gia đình vậy. Tất nhiên, cảm giác này rất tốt. Một lúc sau, Diệp Quân đã ăn sạch sẽ đồ ăn. Diệp Quân đặt bát xuống, nói, mẹ, phía Thiên Lộ thế nào rồi? Tần Quan nói, không có động tĩnh gì, nhưng... Vừa nói, bà vừa nhìn Diệp Quân, rất nhanh, vị đó sẽ xóa bỏ kỷ nguyên này, khởi động lại toàn bộ vũ trụ. Khởi động lại toàn bộ vũ trụ. Diệp Quân trầm mặc, nhanh hơn dự liệu của hắn. Tần Quan nói, với thực lực hiện tại của con, võ các của Thiên Bảo Các cũng không thể giúp con. Nếu bạn vẫn muốn cải thiện, có thể đến Khổ Môn một chuyến. Khổ Môn hiện đang mở cửa miễn phí cho tất cả các nền văn minh. Không chỉ họ, mà cả nơi tu luyện của 5 nền văn minh tối cao của chúng ta cũng đã mở cửa cho toàn bộ vũ trụ. Diệp Quân lập tức nói, con đi Khổ Môn một chuyến. Hắn khá hứng thú với phương pháp tu hành của Khổ Môn. Tần Quan gật đầu, vậy bây giờ đi luôn đi. Diệp Quân đứng dậy, đang muốn rời đi, dường như nghĩ đến cái gì đó, hắn quay đầu nhìn Toại Cổ Kim, cười nói, tiễn ta chứ. Tần Quan chợt cười nói, ai ya, là mẹ không hiểu chuyện, ta đi, ta đi. Mặt Toại Cổ Kim hiếm hoi đỏ bừng trong giây lát. Diệp Quân vội vàng nghiêm túc nói, mẹ, con không có ý đó, thật đấy, con lấy danh nghĩa của cha ra thề. Nghịch ngợm. Tần Quan đứng dậy, bà đi tới trước mặt Diệp Quân, sau đó nghiêm túc nói, hãy nhớ kỹ, chuyện lần này không phải chuyện của một mình con, là việc của tất cả mọi người, kể cả mọi người trong Dương gia và Diệp gia. Bọn họ đến đây, không phải vì con, mà là muốn bước cuối cùng đó, đạt đến trình độ cao hơn. Vì vậy, đừng tự mình gánh vác mọi thứ, con có hiểu ý mẹ không? Diệp Quân im lặng. Tần Quan ôm vai hắn nói, nhớ kỹ, đây là lựa chọn của chính mọi người, tuyệt đối không phải là vì con. Mẹ cũng có lựa chọn của chính mình. Mắt Diệp Quân đột nhiên đỏ lên, mẹ, con biết, mẹ không muốn bước đó, mẹ là vì con. Tần Quan nhìn hắn, cho dù con làm gì, mẹ đều ủng hộ con, đều sẽ. Diệp Quân cười tâu toét, con biết, con vẫn luôn biết. Tần Quan gật đầu, các con đi trước đi. Diệp Quân gật đầu, sau đó cùng Toại Cổ Kim đi ra ngoài. Trong căn nhà trúc, Tần Quan ngồi trên ghế trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới lặng lẽ đứng dậy, thu dọn bát đũa. Bên ngoài, Diệp Quân và Toại Cổ Kim đang đi trên con đường nhỏ trong rừng tre, một cơn gió thổi qua, lá tre bay tứ tung, rất mát mẻ. Diệp Quân nói, ở đây có quen không? Toại Cổ Kim gật đầu, quen. Diệp Quân quay đầu nhìn Toại Cổ Kim, đang định nói gì đó, Toại Cổ Kim lại nói, đây là lựa chọn của bản thân ta, không liên quan gì đến ngươi. Diệp Quân nhìn cô, không nói gì. Toại Cổ Kim nhìn hẳn, người biết đấy, mẹ ngươi cũng biết lần này sẽ chết người, nhưng bà nói rất đúng, những nền văn minh tới đây, bao gồm cả người nhà của ngươi, mục đích của bọn họ là bước cuối cùng đó, chứ không phải vì ngươi, cho nên người đừng tự gánh lấy mọi thứ, biết không? Diệp Quân gật đầu, nhưng ta biết, cô cũng giống mẹ ta, cô là. Toại Cổ Kim nói, không phải. Diệp Quân bỗng nhiên nắm lấy tay Toại Cổ Kim, không nói gì nữa. Toại Cổ Kim không phản kháng. Hai người trầm mặc đi vào trong rừng tre, một lúc lâu sau, Toại Cổ Kim mới nói, có biết tại sao mẹ ngươi lo lắng không? Diệp Quân gật đầu, không biết. Toại Cổ Kim gật đầu, trong mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng, Thiên Bảo Các đã cạn kiệt toàn bộ sức mạnh, nhưng vẫn không thể đột phá sự phong tỏa của ý chí tối cao. Nói cách khác, chúng ta hiện tại đối với ngài, có thể nói là không biết một chút gì, còn ngài có thể làm đến thế này. Nói đến đây, cô không tiếp tục nói nữa. Diệp Quân đương nhiên hiểu, đối phương có thể ngăn cản bọn họ tìm hiểu ngài, vậy có nghĩa là thực lực của đối phương. Toại Cổ Kim nói thêm, ngoại trừ thời đại thượng cổ vẫn chưa biết,
chúng ta đã đánh giá thời đại kỷ nguyên của chúng ta và mấy kỷ nguyên văn minh trước đó. Kỷ nguyên văn minh hiện tại của chúng ta, cộng với thực lực của Dương gia và Diệp gia, chúng ta mạnh hơn bất kỳ một kỷ nguyên văn minh nào, nhưng vấn đề là chúng ta không biết ý chí tối cao khi đó rốt cục đã hủy diệt bọn họ như thế nào. Là dùng 10 phần sức mạnh, hay 1 phần sức mạnh. Trong mắt cô lại hiện lên sự lo lắng, kẻ thù chưa biết rõ mới thực sự đáng sợ. Diệp Quân nói, đánh một trận thì sẽ biết thôi. Toại Cổ Kim gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân dừng lại, quay đầu nhìn Toại Cổ Kim, nhẹ nhàng chạm vào mặt. Toại Cổ Kim, nhẹ giọng nói, đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng lo lắng. Nếu trời sập xuống, ta sẽ chống trước. Toại Cổ Kim nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân nói, ta đi đây. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, đừng để mình quá mệt. Diệp Quân dừng bước, hắn trầm mặc một lát, nói, ta muốn thiết lập một trật tự trong toàn vũ trụ. Nhưng bây giờ, toàn bộ vũ trụ đang gặp nguy hiểm, Diệp Quân ta nên vì toàn bộ vũ trụ mà chiến đấu, ta sẽ làm nhiệm vụ của mình. Nói xong, hắn biến thành một đạo kiếm quang, biến mất ở cuối chân trời. Toại Cổ Kim nhìn kiếm quang biến mất trên bầu trời, hồi lâu không nói gì. Rất nhanh, Diệp Quân đã đến Khổ Môn. Ngay khi hắn đến Khổ Môn, một ông lão liền xuất hiện trước mặt hắn, người đó không ai khác chính là môn chủ hiện tại của Khổ Môn, A Bồ. A Bồ mỉm cười nói, Diệp công tử. Diệp Quân cũng biết thân phận của đối phương, vì thế hơi cúi đầu nói, bái kiến tiền bối. Thấy Diệp Quân khách khí như vậy, trong mắt A Bồ hiện lên thiện ý, nói, không cần khách khí như vậy, đi theo ta. Vừa nói, ông ta vừa dẫn Diệp Quân đến một vùng đất hoang, mà trước mặt bọn họ có 6 cánh cổng. Diệp Quân nói, vậy thì chọn độ khó địa ngục. A Bồ không hề ngạc nhiên, lập tức gật đầu, mời. Diệp Quân đi về phía cánh cửa phía bên phải. A Bồ đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Quân dừng lại, quay đầu nhìn A Bồ nói, ta biết, cậu là song phá vòng, thực lực phi thường, nhưng độ khó địa ngục này sẽ đáng sợ hơn so với cậu tưởng tượng đấy. Hơn nữa, một khi đã vào, sẽ không thể bỏ cuộc giữa chừng, chỉ có thể tự mình thoát ra. Cậu hiểu ý ta không? Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. A Bồ gật đầu, vậy thì cậu đi đi. Diệp Quân xoay người bước một bước, khi chân hạ xuống, người Hán đã tiến vào trong cánh cửa đó. Sau khi tiến vào cửa đó, Diệp Quân liền xuất hiện trong một bóng tối vô tận, mà vừa bước vào, một giọng nói từ trong tiềm thức của hắn vang lên, không được sử dụng tu vi. Không được sử dụng tu vi. Diệp Quân gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì không được phép sử dụng tu vi, hắn không biết xung quanh có cái gì, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Lúc đầu hắn cũng không để ý nhiều, ngược lại còn rất mong chờ, bởi vì hắn luôn nghe nói, phương pháp tu hành của Khổ Môn này rất khác thường, người bình thường căn bản đều không dám thử. Mà trong nhiều năm qua, hắn đã phải chịu khổ không ít, vì vậy hắn luôn muốn thử khổ tu của Khổ Môn. Diệp Quân đi về một hướng, phía trước không có gì cả, chỉ có bóng tối vô tận. Nhưng hắn vẫn kiên trì, có lẽ đây là một cuộc thử thách khảo nghiệm ý chí. Hắn cứ đi như vậy, cũng không biết đã đi bao lâu, vẫn là bóng tối vô tận, xung quanh chẳng có gì cả. Hắn tiếp tục bước đi, lúc đầu hắn vẫn còn khái niệm về thời gian, nhưng dần dần, khái niệm về thời gian đã dần dần biến mất, dù sao cũng không được sử dụng tu vi. Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện ra tóc mình bắt đầu bạc trắng và cơ thể già đi nhanh chóng. Ở đây không được sử dụng tu vi, cơ thể hắn cũng bắt đầu giống người thường. Và phía trước vẫn là sự im lặng, bóng tối, lạnh lẽo, màu đen vô tận và nỗi cô đơn vô tận. Điều đáng sợ nhất không phải là sự cô độc này, mà là ngươi có thể khôi phục tu vi bất cứ lúc nào, thoát khỏi sự cô độc này. Nhưng Diệp Quân lại không có chút suy nghĩ nào sẽ khôi phục tu vi của mình, ý chí của hắn là vĩnh hằng bất diệt, đương nhiên không sợ loại cô độc này. Tuy nhiên, nỗi cô độc đó không vì ý chí kiên định của hắn mà giảm bớt, ngược lại, còn càng trở nên cô độc hơn, không có gì cả, sự cô độc vô tận giống như đàn kiến hàng tỷ con, ăn mòn tâm linh của hắn, ăn mòn ý chí của hắn. Đúng vậy, hắn lúc này đã cảm nhận được sự cô độc vô tận đang ăn mòn tâm linh và ý chí của hắn, điều đáng sợ nhất chính là, từ trước đến nay, ý chí mà hắn luôn cho là không thể phá hủy được, vào lúc này lại có một kẽ hở, bởi vì hắn hiện tại đang đối mặt với sự cô độc vô tận, đã xuất hiện trạng thái khó chịu. Mặc dù sự khó chịu này vẫn còn rất nhẹ và không rõ ràng, nhưng hắn đã cảm nhận được rồi. Nhưng hắn vẫn kiên trì. Không biết bao lâu trôi qua, Diệp Quân cảm thấy tóc mình đang rụng dần.
cũng cảm thấy tay và cơ thể mình đang già đi nhanh chóng. Lúc này hắn cảm thấy như thể đã trải qua một cuộc đời rất dài. Từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, hắn đương nhiên không thể bỏ cuộc như vậy. Hắn bắt đầu nhớ lại những nhân vật trong quá khứ, từ cổ thành cho đến vũ trụ nguyên thủy sau này, vô số nhân vật xuất hiện trong đầu hắn. Nạp Lan Ga, Diệp Tiêu, Diệp Khải, Tịch Huyền, Nạp Lan Nhất Nhất, Thiên Thiên, Chân Tỷ, Từ Kính, Từ Thụ. Khi hắn nghĩ đến những người đó, nỗi cô độc vô tận đột nhiên giảm đi rất nhiều, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười. Niềm hy vọng sống lại xuất hiện trở lại. Hắn cứ nhớ lại những người cũ như vậy, nhớ lại chính mình trước đây, có vui vẻ, có đau khổ, cũng có hối hận. Còn có càng nhiều không nỡ. Lúc này, hắn mới đột nhiên ý thức được thì ra những người đó thực ra đã chiếm giữ một vị trí quan trọng như vậy trong sâu thẳm trái tim hắn. Hắn hy vọng mọi người đều khỏe mạnh, những người yêu hắn, còn có những người hắn yêu. Nghĩ đến đây, ý chí của hắn bắt đầu trở nên kiên định hơn, đôi mắt vốn đã đục, ngầu và trống rỗng, lúc này cũng trở nên kiên định. Hắn bước nhanh hơn, hắn muốn xông ra khỏi đây, hắn muốn chấm dứt sự cô độc vô tận và bóng tối vĩnh hằng như cái chết này. Hắn phải xông ra khỏi đây, vì bản thân, cũng vì những người bên cạnh mình. Tuy nhiên, niềm tin này lại không thể giúp hắn thoát ra khỏi bóng tối này. Có lẽ đã qua vài chục năm, cũng có thể là vài trăm năm. Lúc này, hắn đã cảm giác mình trở nên tê liệt, đặc biệt là suy nghĩ cũng trở nên tê liệt. Dù cho hắn đã cố gắng nhớ lại những nhân vật trong quá khứ nhưng nỗi cô độc vô tận vẫn tràn về phía hắn như thủy triều, cuốn trôi hẳn đi. Những cảm xúc mà những nhân vật trong quá khứ đó mang lại lúc này ngày càng mờ nhạt trong tâm trí hắn. Một khi thời gian kéo dài, mọi thứ đều sẽ mờ nhạt và biến mất. Không biết bao lâu trôi qua, Diệp Quân cảm giác được những người mà hắn quan tâm trước đó dần dần trở nên mơ hồ. Thậm chí hắn rất nhanh không còn nhớ được dáng vẻ của bọn họ nữa. Cô độc. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cô độc đến thế. Sống còn có ý nghĩa gì nữa? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, đột nhiên, ý chí vốn kiên định của hắn liền xuất hiện một vết nứt lớn, vô số cảm xúc tiêu cực tràn vào tiềm thức của hắn như thủy triều. Cuối cùng, những cảm xúc tiêu cực này hội tụ thành hai chữ, vô nghĩa. Đột nhiên, hắn cảm thấy mọi thứ đều đã không còn ý nghĩa gì nữa. Mà đúng vào lúc này, hắn không nhận ra rằng, kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự ban đầu của hắn đang nhanh chóng giảm mạnh vào lúc này. Ánh mắt Diệp Quân dần dần trở nên trống rỗng. Cuộc đời con người, mãi mãi không thể trốn thoát được, đó chính là sự cô độc. Địa vị càng cao thì càng cô độc là sự tồn tại vĩnh hằng bất chấp thời không. Nó trải dài từ vũ trụ sơ khai cho đến ngày nay, và sẽ tiếp tục tồn tại mãi mãi trong lòng con người. Không ai có thể thoát khỏi nó, cũng gần như không ai có thể chiến thắng được nó. Diệp Quân đang bước đi trong thời không tối tăm đó, hắn lúc này đã quên hết mọi thứ, chỉ muốn được giải thoát. Ý chí của hắn bắt đầu suy tàn, cơ thể bắt đầu sụp đổ, huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân bắt đầu cạn kiệt. Thời không đen tối này giống như một đại đạo, mà trên đại đạo này chính là sự cô độc vô tận. Có một số người cứ đi buộc phải biến mất vì những lý do khác trên con đường này, trong khi một số người cuối cùng không thể chịu đựng được sự cô đơn nên chọn cách từ bỏ và tiếp tục bước đi. Thời gian trôi qua từng chút một, ý thức của Diệp Quân dần dần tiêu tán, mọi thứ trở nên mơ hồ trong biển ý thức của hắn. Kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự của hắn cũng sắp hoàn toàn tiêu tan, cần chúng hoàn toàn tiêu tan, hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi TH. Chỉ này. Nhưng đúng vào lúc kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự của hắn sắp hoàn toàn biến mất, đột nhiên, không chút báo trước, trong ký ức vốn mơ hồ của hắn chợt xuất hiện một chiếc váy trắng. Cô. Lúc này. Trong đôi mắt vốn dĩ trống rỗng và mờ mịt của Diệp Quân đột nhiên xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt. Hắn dường như đã ý thức được điều gì đó. Đúng. Cô. Bà ấy có cô độc không? Bà ấy vô địch như vậy. Bà ấy nhất định rất cô độc. Vậy bà ấy đã làm thế nào để chiến thắng nỗi cô độc này? Diệp Quân bỗng nhiên thẳng lưng, trong mắt lóe lên tia sáng, hắn trở nên hưng phấn, hắn dường như nắm bắt được cái gì đó, nhưng lại có chút mơ hồ. Không nắm được chắc chắn. Nhưng hắn rất hưng phấn, rất kích động, hắn háo hức muốn thứ mà hắn nắm bắt được trở nên rõ ràng hơn. Rất nhanh, rất nhanh. Hắn nghĩ đến một người, cha. Cô váy trắng đã làm thế nào để đánh bại nỗi cô độc đó? Bà ấy làm thế nào để khiến cho cuộc sống của mình có ý nghĩa? Là vì cha. Tình. Chỉ cần xung quanh có người yêu thương ngươi, hoặc những người ngươi yêu thương, vậy thì cuộc sống của ngươi mới có ý nghĩa.
nỗi cô độc sẽ không bao giờ có thể đánh bại được ngươi. Nhất niệm, huynh, trong cơ thể Diệp Quân, kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự vốn đã giảm mạnh xuống gần bằng không trong phút chốc bùng nổ dữ dội, còn có huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân vốn gần như đã cạn kiệt vào lúc này cũng như sống lại, trong nháy mắt dâng trào và sôi sục, quét qua vạn vật, trực tiếp xua tan bóng tối của thế giới này. Thực ra, hắn vẫn luôn ở chỗ cũ. Kiếm ý vô địch và kiếm ý trật tự của hắn, cùng với huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân dâng trào. Chỉ trong thời gian vài hơi thở, đã phá vỡ xiềng xích của chính mình và đạt đến một cấp độ khác, không chỉ như vậy, khí tức. Đó vẫn điên cuồng tăng lên. Mà trong một ngôi nhà gỗ trên núi ở đâu đó, một người phụ nữ mặc váy trắng đã thu ánh mắt lại. Bên cạnh bà vang lên một giọng nói, không phải ngươi nói cậu ta đã lớn rồi, không quan tâm đến cậu ta nữa sao? Người phụ nữ mặc váy trắng liếc nhìn người đang nói bên cạnh, có biết người hộ đạo là gì không? Giọng nói đó liền im lặng, quả thật đã quên rồi. Người phụ nữ này là, người hộ đạo của anh chàng đó. Bên ngoài, Tần Quan và A Bồ cũng đang nhìn Diệp Quân, khi nhìn thấy Diệp Quân thoát khỏi tình cảnh khó khăn, khóe miệng Tần Quan hơi nhếch lên. Nhưng A Bồ lại rất kinh ngạc. Sự cô độc. Năm đó, sau khi tam tướng tổ tiên của Khổ Môn thiết lập ra đại đạo cô độc này, cho đến nay chỉ có 32 người vượt qua. Đương nhiên, sự vượt qua của họ khác với sự vượt qua của Diệp Quân. Sự vượt qua của 32 người này đều là sau khi trải qua hàng trăm năm, cuối cùng họ không thể chịu đựng được nữa và lựa chọn khôi phục tu vi. Tuy nhiên, Diệp Quân sau khi kiên trì gần 1.000 năm, đã không lựa chọn khôi phục tu vi của mình, điều này thật đáng sợ, điều đáng sợ nhất là cuối cùng, Diệp Quân đã không thông qua cửa này bằng cách khôi phục tu vi của mình. Ngoại trừ Diệp Quân, chỉ có hai người khác cũng vượt qua giống như Diệp Quân, nhưng hai người đó cũng không thực sự hiểu được ý nghĩa của bọn họ chỉ dựa vào thiên phú và ý chí mạnh mẽ của mình để chống chọi với sự xói mòn của thời gian, buộc phải bước ra khỏi khu vực này. Còn Diệp Quân là thực sự hiểu, cô độc, càng hiểu rõ hơn cách chiến thắng sự cô độc. Mà đây cũng chính là ý định ban đầu thực sự của Tam Tướng khi tạo ra đại lộ cô độc này. Đương nhiên, hai người còn lại cũng là những yêu nghiệt cực kỳ đáng sợ. Nhìn khí tức đó vẫn đang cuồng nhiệt dâng lên của Diệp Quân, A Bồ không khỏi khen ngợi, Tần các chủ, con trai của bà thật sự là yêu nghiệt. Tần Quan cười nói, cũng bình thường thôi. A Bồ, Tần Quan nhìn Diệp Quân đang ngùn ngụt khí tức ở nơi xa, nụ cười trên mặt càng ngày càng rạng rỡ. Vẻ mặt A Bồ càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì Diệp Quân hiện tại đã đạt đến phá vòng cảnh cấp 4. Điều đáng sợ là khí tức của Diệp Quân vẫn đang điên cuồng dâng cao. Càng đáng sợ hơn nữa là Diệp Quân là tứ phá vòng. Hai loại kiếm ý, hai loại huyết mạch. Đúng là vô lý. Lúc này, Diệp Quân bỗng nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn xuống. Tất cả khí tức dâng trào xung quanh hắn lúc này đều biến mất, toàn thân trở lại bình thường. A Bồ sửng sốt một chút, sau đó nói, cậu ta là đang áp chế sao? Tần Quan gật đầu. A Bồ không hiểu, nói, tại sao phải áp chế? Hiện giờ cậu ta còn có thể tiếp tục đột phá. Tần Quan cười nói, việc này giống như ăn cơm vậy, một lần ăn quá nhiều sẽ bội thực mà chết. Việc này cần phải có quá trình từng bước một. Nói đến đây, bà không tiếp tục nói nữa. A Bồ lúc này cũng hiểu rồi, cậu ta muốn hấp thụ nó từng chút một và tối đa hóa những gì cậu ta có được ngày hôm nay. Tần Quan gật đầu, A Bồ khen ngợi, có thể giữ vững tâm ý trước sự cám dỗ lớn như vậy, đúng là hiếm thấy. Tần Quan nói với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, ây ya, cũng bình thường thôi. Diệp Quân mở mắt ra, biển máu trong mắt hắn vừa mới rút đi, vẫn còn hơi đỏ, khiến hắn nhìn khá là dâm đãng. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mở lòng bàn tay ra, trong tay xuất hiện một tia kiếm ý, đây là kiếm ý vô địch. Sau một lúc im lặng, lại một luồng kiếm ý khác ngưng tụ, đây là kiếm ý trật tự. Dưới sự kiểm soát của hắn, hai kiếm ý bắt đầu dung hợp. Vào thời khắc tiếp xúc, thời không xung quanh hắn đột nhiên nứt ra như thủy. Tinh bị vỡ, nứt ra thành hình mạng nhện. Diệp Quân chăm chú nhìn kiếm ý trong tay hắn bắt đầu từng chút một dung hợp lại, sắc mặt hắn lúc này bắt đầu tái nhợt từng chút một. Một loại kiếm ý đại diện cho một loại đại đạo, mà hiện tại, hắn đang dung hợp. Hai đại đạo, điều này chắc chắn là rất vất vả. Sắc mặt Diệp Quân càng ngày càng tái nhợt, không chỉ có vậy, thân thể hắn cũng bắt đầu run lên, hai kiếm ý dần dần dung hợp với nhau. Tần Quan và A Bồ ở ngoài nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hai người đều trở nên có chút ngưng trọng. Đây là sự dung hợp của hai đại đạo cấp phá vòng,
chứ không phải hai kiếm ý đơn thuần, một khi dung hợp thành công. A Bồ không biết sẽ như thế nào, bởi vì ông ta chưa từng thấy ai có thể có hai đại đạo cấp phá vòng, hơn nữa, còn đều là kiếm đạo. Tần Quan nhìn Diệp Quân, bà tin tưởng vào Diệp Quân, nhưng lúc này, bà vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng, bởi vì dung hợp của hai đại đạo rất nguy hiểm. Lúc này, hai kiếm ý của Diệp Quân đều có đạo của riêng mình, có sinh mệnh của riêng mình rồi, bọn chúng có đồng ý dung hợp thành một loại kiếm ý vào một lúc nào đó hay không, không ai dám chắc chắn. Từ biểu cảm dùng lực của Diệp Quân có thể thấy rõ ràng bản thân hắn cũng không quá chắc chắn. Rất nhanh, cùng với sự dung hợp của hai loại kiếm đạo, thời không xung quanh Diệp Quân bắt đầu biến thành cho bụi từng chút một như tờ giấy đang cháy. Tuy rằng không ở cùng một thời không, nhưng lúc này A Bồ cũng cảm nhận được sự đáng sợ của hai loại kiếm ý của Diệp Quân, ông ta ngưng trọng nhìn chăm chằm Diệp Quân. Đúng vào lúc này, hai tay Diệp Quân dùng lực. Quỳnh, Bát, hai tia kiếm ý trực tiếp dung hòa vào nhau, một đạo kiếm sắc bén lao lên trời, xuyên qua bầu trời, cùng lúc đó, từng đạo khí tức kiếm đạo đáng sợ đột nhiên bộc phát như núi lửa phun trào, quét sạch tất cả. Mà trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm hoàn toàn mới. Một nửa vô địch, một nửa trật tự. Cầm kiếm trong tay, Diệp Quân không giấu được vẻ hưng phấn trên mặt. Hắn thành công rồi. Hắn không biết mình bây giờ là phá vòng cảnh cấp mấy, nhưng hắn lúc này không sợ bất kỳ ai trên thế giới này. Ở bên ngoài, A Bồ cảm nhận được uy lực kiếm đạo đáng sợ từ trên người Diệp Quân tỏa ra, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng. Trực giác của ông ta hiện tại chính là phá vòng cảnh cấp 8 trở xuống, e là không có ai là đối thủ của Diệp Quân. Dù sao hiện tại Diệp Quân đã là tứ phá vòng. Hơn nữa, còn có thể dung hợp hai đại đạo. Đúng lúc này, hai huyết mạch trong cơ thể Diệp Quân đột nhiên sôi sục, sức mạnh của hai huyết mạch dọc theo cánh tay hội tụ về kiếm ý trong tay hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, A Bồ trợn mắt, tên này muốn làm gì? Lẽ nào là muốn dung hợp bốn loại đại đạo cấp phá vòng? Tần Quan cũng có chút kinh ngạc. Nhưng ngay khi sức mạnh của hai huyết mạch sắp hội tụ vào kiếm ý trong tay, Diệp Quân lại đột nhiên dừng lại. Hắn mỉm cười, huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân lập tức khôi phục sự bình tĩnh. Bởi vì hắn biết, với thực lực hiện tại của mình, căn bản không thể dung hợp được bốn loại đại đạo, dung hợp hai loại đại đạo, đối với hắn mà nói đã là đạt đến cực hạn rồi. Diệp Quân nhìn kỹ thanh kiếm trong tay, mỉm cười nói, gọi là vô địch trật tự kiếm đi. Vô địch trật tự kiếm. Vừa nói hắn vừa nới lỏng tay ra, ý kiếm hóa thành kiếm ý quay trở về trên người hắn. Diệp Quân vốn muốn rời khỏi nơi này, nhưng không biết cảm nhận được cái gì, hắn quay đầu lại nhìn, tận cùng thời không là một thế giới đỏ như máu. Lúc này, giọng nói của A Bồ đột nhiên vang lên từ biển ý thức của Diệp Quân, Diệp công tử, đó là nơi tu luyện tối thượng của khổ môn bọn ta, khổ hành địa ngục. Cho đến nay, chưa ai có thể đến được vượt qua cổng địa ngục và đến được phía bên kia. Diệp công tử có thể thử xem. Diệp Quân gật đầu, được. Vừa nói hắn vừa bước về phía trước một bước. Vừa bước xuống một bước đã đến lối vào thế giới đỏ như máu đó. Ngay khi đến đây, hắn đã cảm nhận được một sức mạnh thần bí. Nghiệp lực. Khổ môn cũng chú ý đến nhân quả, mà sức mạnh do nhân quả tạo ra bọn họ gọi là nghiệp lực. Ở cửa vào này, hắn cảm nhận được vô số loại nghiệp lực đáng sợ. Diệp Quân bước vào. Nhìn thấy Diệp Quân tiến vào đạo huyết môn đó, trong mắt A Bồ lập tức lộ ra vẻ mong đợi. Vừa bước vào, Diệp Quân liền cảm thấy mình đã bước vào một thế giới máu, màu đỏ vô tận trong trời đất, cùng vô số xương cốt trên mặt đất. Diệp Quân có chút không nhìn ra được nơi này, nhưng hắn không hề sợ hãi, hẳn đi về phía trước, mà hắn vừa đi, xung quanh đột nhiên xuất hiện một vài. Đường trắng mờ nhạt. Diệp Quân liếc nhìn những đường màu trắng, có chút nghi hoặc. Chúng hơi giống những đường nhân quả, nhưng lại có chút không giống. Hắn tiếp tục đi về phía trước, mà càng đi về phía trước. Những đường trắng xung quanh hắn càng ngày càng nhiều. Hắn phớt lờ nó, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng cứ đi, hắn đột nhiên phát hiện xung quanh mình ngày càng có nhiều đường trắng hơn. Không chỉ vậy, hắn cảm thấy cơ thể có chút nặng nề. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn đột nhiên chém ra một nhát kiếm. Suýt TL. Kiếm quang chém thẳng vào những đường màu trắng đó, những đường màu trắng không hề bị tổn hại gì, vẫn tồn tại như cũ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân đột nhiên ngây ra. Không chém được, hắn lại vung kiếm lên. Nhát kiếm này chém ra, kiếm quang lại xuyên qua những đường màu trắng đó, nhưng những đường màu trắng đó vẫn không hề bị tổn hại. Diệp Quân lần này thực sự kinh ngạc, cắt không đứt.
hắn nhìn những đường màu trắng đó, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Những đường màu trắng này lại có thể phớt lờ kiếm của mình. Im lặng một lúc, hắn tiếp tục đi về phía trước, càng đi về phía trước, xung quanh càng ngày càng có nhiều đường màu trắng. Không chỉ vậy, anh còn cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nặng, như bị thứ gì đó đè xuống. Mà trong khoảng thời gian này, hắn liên tiếp tung ra mấy nhát kiếm, đồng thời sử dụng sức mạnh huyết mạch, nhưng vẫn không lay động được những đường màu trắng đó. Vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng. Lại đi một lúc nữa, xung quanh hắn ngày càng có nhiều đường màu trắng hơn, hắn cảm thấy chân mình như đeo chì, càng ngày càng nặng nề. Không chỉ vậy, những đường màu trắng đó còn bắt đầu lan về phía. Hắn muốn nhấn chìm hẳn. Diệp Quân liếc nhìn những bộ xương trắng xung quanh mình, giờ hắn đã biết chủ nhân của những bộ xương này đã chết như thế nào rồi. Chính là những đường màu trắng này. Sau một lúc im lặng, hắn tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, hắn bước đi càng ngày càng chậm, những đường màu trắng xung quanh hắn ngày càng nhiều. Đúng lúc hắn đang nghĩ cách giải quyết những đường màu trắng này thì đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn sang bên phải, ở đó có một người phụ nữ mặc váy trắng như tuyết, tay cầm một thanh kiếm. Nhìn thấy người phụ nữ này, Diệp Quân chợt giật mình, sau đó vội vàng hét lên, tiểu tử phục võ. Ố không phải, phục võ cô nương. Ở phía xa, người phụ nữ cầm kiếm dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Quân, khi nhìn thấy là Diệp Quân, cô ta cũng hơi giật mình. Mức không bình thường. Sợi dây nhân quả trên cơ thể phục võ cũng đang phát triển, nhưng tốc độ phát triển rất rất chậm và sẽ phải mất một thời gian dài mới phát triển được. Nhưng các đường nhân quả trên cơ thể hắn đang phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phục võ lúc này cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, cô quay đầu nhìn Diệp Quân, lông mày hơi nhíu lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà Diệp Quân tiếp tục tiến về phía trước, đường nhân quả xung quanh hắn càng ngày càng nhiều, có thể nói là tăng lên kịch liệt. Vô số đường nhân quả xuất hiện, sau đó theo sát phía sau hắn, mà hắn cũng từ tình trạng khó nhấc chân lúc đầu biến thành bước đi khó khăn hiện giờ. Nặng nề, như có hàng tỷ ngọn núi đè lên người hắn, rất nhanh, hắn cảm thấy khó thở. Phục võ nhìn hắn, ngưng trọng nói, đây là nghiệp lực nhân quả của chúng sinh. Phục võ. Diệp Quân thực sự rất ngạc nhiên và vui mừng. Hắn không ngờ lại gặp được phục võ ở đây, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra những đường màu trắng đó cũng quấn chặt lấy cô ta, khiến cô ta phải chật. Phục võ. Phục võ. Liếc nhìn Diệp Quân rồi thu ánh mắt lại, sau một lúc im lặng. Cô tiếp tục tiến về phía trước. Không biết tại sao, lúc này Diệp Quân bỗng nhiên cảm thấy cơ thể tràn đầy sức lực, nhanh chóng đi đến bên cạnh phục võ, cười nói, phục võ cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phục võ chỉ gật đầu mà không nói gì. Diệp Quân biết tính tình cô lạnh lùng, cũng không có gì ngạc nhiên, tiếp tục hỏi, sao cô lại ở đây? Phục võ nói, sư phụ. Diệp Quân hỏi, sư phụ cô đưa cô tới đây? Phục võ gật đầu. Diệp Quân nhìn những đường màu trắng trên người phục võ cô nương, cô có biết đây là gì không? Phục võ liếc nhìn hắn, nói, sức mạnh nghiệp chướng do nhân quả sản sinh ra, mỗi một đường tượng trưng cho một đoạn nhân quả trong quá khứ của mình. Diệp Quân nhìn những đường màu trắng xung quanh mình, cắt không đứt. Phục võ nói, có thể cắt đứt. Diệp Quân nhìn về phía phục võ, là sao? Phục võ nói, buông bỏ tất cả, tuyệt tình tất cả, tự nhiên có thể cắt đứt. Diệp Quân im lặng. Hắn đương nhiên hiểu ý của phục võ, những nhân quả này phần lớn đều là nhân quả của những người thân thiết nhất bên cạnh hắn. Nếu hắn buông bỏ tất cả, tuyệt tình tất cả, đương nhiên có thể cắt đứt tất cả, nhưng nếu hắn không buông bỏ được, không tuyệt tình được, vậy thì sẽ không cắt đứt được, nhân quả sẽ tồn tại vĩnh viễn. Kiếm đạo vô tình. Tất nhiên hắn sẽ không đi theo kiếm đạo vô tình. Diệp Quân nói, nếu không thể cắt đứt được tất cả, chỉ có thể. Phục võ nói, mang theo nhân quả đi tiếp. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Vừa nói vừa nhìn về phía phục võ, hiển nhiên phục võ không lựa chọn cắt đứt những nhân quả đó. Nền văn minh thiên hành, hắn nghĩ đến rất nhiều người. Đặc biệt là Nhất Niệm. Hắn biết rằng lần sau gặp lại, Nhất Niệm nhất định sẽ mang đến cho hắn một niềm vui lớn. Đương nhiên, cũng có thể là một cú sốc. Phục võ nói rất ít, cô mang theo vô số nhân quả bước về phía trước, tuy bây giờ cô đi rất chậm. Nhưng cô lại đi rất kiên định. Diệp Quân đột nhiên tò mò nói, phục võ cô nương, hiện tại cô là thực lực gì? Phục võ nói, không biết. Diệp Quân kinh ngạc, không biết. Phục võ gật đầu. Diệp Quân có chút nghi hoặc, nhưng thấy cô không muốn nói thêm nữa, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa.
hắn thực sự muốn hỏi Tịnh Sơ, nhưng khi nghĩ đến trận chiến giữa mấy người này, hắn không hỏi nữa. Trận chiến lúc đó, thực sự rất bi thảm. Cứ đi, Diệp Quân đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó không ổn, bởi vì hắn phát hiện trên người mình ngày càng có nhiều đường màu trắng. Nhiều đến. Diệp Quân lúc này cũng ý thức được, nghiệp lực đột nhiên tràn vào chính là nghiệp lực của tất cả chúng sinh. Diệp Quân hắn đi theo kiếm đạo trật tự ràng buộc chúng sinh cũng là nhân quả của Diệp Quân. Bên ngoài, Tần Quan và A Bồ nhìn Diệp Quân trong địa ngục đó với vẻ mặt ngưng trọng. A Bồ trầm giọng nói, cậu ta, không đi tiếp được rồi. Người đến địa ngục thì sẽ có rất nhiều nghiệp lực nhân quả của mình trên người, đã đủ khiến người này khó bước đi, chứ đừng nói đến nghiệp lực nhân quả của chúng sinh. Tần Quan nhìn Diệp Quân, hai tay bà nắm chặt, bà không nói gì nữa, cho dù Diệp Quân đi tiếp hay không đi tiếp, đối với bà mà nói, cũng không sao cả, đi tiếp. Cũng là con trai của bà, không đi tiếp cũng vẫn là con trai của bà. Tất nhiên, bà biết con trai mình chắc chắn sẽ hiểu được đạo lý đó. Những đạo lý này bà hiểu, nhưng bà không thể nói ra, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi lĩnh ngộ. Chỉ có những gì hắn tự mình lĩnh ngộ mới là của chính hắn. Trong địa ngục, những chúng sinh đó đang đè lên Diệp Quân, hắn đã không còn thở được nữa, mỗi bước tiến về phía trước, sẽ càng có nhiều nghiệp lực nhân. Quả của chúng sinh tràn vào. Giờ phút này hắn thật sự có chút tuyệt vọng, bởi vì hắn đã cảm nhận được nghiệp lực nhân quả của chúng sinh là vô cùng vô tận. Trong tình huống này, bản thân hắn cũng không ngừng suy nghĩ, liệu mình có thật sự có thể mang theo chúng sinh đi tiếp được không? Có thể không? Hắn đang tự hỏi lòng mình. Nếu là trước đây, hắn sẽ không chút do dự trả lời có, nhưng bây giờ hắn đã ý thức rất rõ rằng, sở dĩ hắn trả lời có không chút do dự là bởi vì chúng sinh đều không trở thành xiềng xích của hắn, không kiềm chế hẳn. Nhưng một khi chúng sinh trở thành xiềng xích của hắn, thậm chí là gánh nặng, liệu hắn có thể tiếp tục dẫn họ đi trên con đường này không? Trách nhiệm. Khi trách nhiệm không cụ thể hóa thì ai cũng cảm thấy mình có thể gánh vác. Được nhưng khi trách nhiệm đã cụ thể hóa thì hắn mới phát hiện ra điều đó thực sự rất khó khăn. Trật tự đạo. Tín ngưỡng. Cảm nhận được nghiệp lực nhân quả vô cùng vô tận của chúng sinh tràn đến, Diệp Quân đột nhiên cảm thấy sâu thẳm trong lòng có một loại cảm giác bất lực, nghiệp lực nhân quả chúng sinh quá nặng nề, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình có lẽ không gánh nổi trách nhiệm lớn lao như vậy. Chúng sinh. Đó là hàng tỷ tỷ sinh linh. Trách nhiệm này lớn đến mức nào? Đúng vào lúc này, hắn căn bản không có khả năng dẫn dắt tất cả chúng sinh đi tiếp. Đúng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, là Phục Võ. Phục Võ nhìn hắn, ta cùng ngươi. Cùng nhau. Vừa dứt lời, một phần nghiệp lực nhân quả của chúng sinh trên người hắn đột nhiên truyền về phía Phục Võ. Diệp Quân trầm mặc. Đột nhiên, hắn bật cười. Ta đúng rồi, con đường này của ta không sai, khó khăn mà ta đã chịu đựng cũng không sai. Nếu không thể chịu đựng nỗi khổ của chúng sinh, chấp nhận khó khăn của chúng sinh thì Diệp Quân ta làm gì có tư. Cách làm chủ chúng sinh. Vừa nói hắn vừa hít một hơi thật sâu nói, Diệp Quân ta là chúng sinh cũng chính là ta. Chúng sinh hãy giúp ta. Quỳnh. Trong khoảnh khắc, vào lúc này, vô số chúng sinh tu luyện Quan Huyên Pháp và Thần Minh Pháp đều nghe thấy giọng nói của Diệp Quân. Trong nháy mắt, uinh uinh, khí tức của Diệp Quân điên cuồng dâng lên xung quanh hắn, nghiệp lực nhân quả vô tận lúc này không còn là gông cùm hay xiềng xích nữa mà là một trợ lực, sức mạnh của nhân quả chúng sinh. Khoảnh khắc sức mạnh của chúng sinh xuất hiện, rắc rắc, địa ngục vỡ nát. Nếu ngươi coi chúng sinh là nô lệ, họ sẽ coi ngươi là kẻ thù. Sức mạnh nhân quả của chúng sinh sẽ là xiềng xích của ngươi. Cuối cùng, họ sẽ chống lại ngươi và lật đổ ngươi. Nếu ngươi đối xử tử tế với chúng sinh, coi họ như chính mình, họ cũng sẽ coi ngươi là chính họ và đương nhiên họ cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 174.